Hồi 191, Tam Tiếu nhân duyên cửu Mỹ Hồ. Hai ngón tay của tang kết điểm ra nhưng mới làm cho một mình ủy tôn giả té nhào. Còn cao tôn giả chỉ khẽ rên một tiếng rồi hắn tung trường đánh xuống đầu tang kết. tang kết giật mình, nghĩ thầm, công phu, lưỡng chỉ thiền, của ta phóng ra hai bên là một môn võ công thiên hạ vô song. Từ ngày mười đầu ngón tay của ta bị trúng độc phải chặt đi một đoạn điểm chúng vào mình địch nhân, luồng lực đạo so với ngày trước còn mãnh liệt hơn mấy phần bây giờ hiển nhiên ta đã điểm vào huyệt đạo trên lưng lão mập ú này mà sao dường như hắn không việc gì chẳng lẽ hắn cũng như vi tiểu bảo đã luyện được thành môn kim cương hộ thế thần công thực ra cao tôn giả cũng như vi tiểu bảo cả hai người chẳng ai luyện thành môn kim cương hộ thế thần công vì tiểu bảo vì trong mình mặc tấm bảo y hộ thân nên đau thương chém không vào trong còn cao tôn giả dưới bàn chân đã kê cao lên gần một thước Tàng kết tưởng hắn thân thể cao lớn và điểm trúng huyệt đạo trên lưng hắn rồi mà thực ra chỗ bị điểm trúng lại ở về đùi. Cao tôn gà bị điểm chỉ đau đớn một lúc, huyệt đạo chưa bị phong tỏa. Lúc này lục cao hiên đang chiến đấu với cát nhĩ đan. À kỹ nữ mặt đầy vết sẹo đánh nhau với A kỳ. Ngoài ra một tên kỹ nữ nhảy sổ về phía vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo cười hỏi người phát điên rồi chăng? Bộ mặt khủng khiếp, thái độ hung hăng của ngươi thì đã làm gì? nhưng gã ngó thấy mười đầu ngón tay của kỹ nữ khoằm khoằm chụp tới, uy thế rất mãnh liệt, trong lòng không khỏi kinh hãi. Gã hốt hoảng chui đầu vào gầm bàn rồi thò tay ra đẩy chân kỹ nữ một cái thật mạnh. À, kỹ nữ này đã uống mê xuân tửu, chất độc đang phát tác. Đầu óc thị mê muội rồi lại bị vi tiểu bào đẩy một cái, thị không đứng vững được. Người thị lảo đảo rồi ngã lăn ra, tiếp theo cả ba ả à, kỹ nữ kia cũng lục tục té xuống, mê man bất tỉnh không dậy được nữa cao tôn giả tỉ đấu với tang kết được mấy chiêu vì hắn kê chân cao quá nên cử động mỗi lúc kém phần linh hoạt tang kết dường như đã nhìn ra chỗ sơ hở của đối phương hắn vận kinh lực xuống hai chân đá mạnh một phát vào giữa hai cẳng bên địch bật lên hai tiếng kêu rắc rắc đế chân của cao tôn giả bị gãy rồi tang kết liền cất tiếng thoá mạ ta tưởng ngươi là con người khôi ngô té ra chỉ là một tên lùn tịt cao tôn giả bản tính nóng nảy nghe đối phương thoá mà không nhịn được, tức giận quá, trước kia lão gia còn cao hơn ngươi nữa, nhưng lão gia thích trở thành người thấp. Cái đó có liên quan gì đến ngươi? Tàng kết bật lên chàng cười ha ha, hai người tuy miệng nói và tay vẫn ra chiêu, không dừng lại một chút nào. Cả hai bên đều là những tay hào thủ về võ học, nên sau khi trao đổi mấy chiêu đã biết tài nhau và trong lòng ngấm ngầm khâm phục nhau tang kết lầm bẩm dưới trướng ngô tam quế mà cũng có cả tên vệ sĩ lùn tịt mập ú này. Cao tôn giả nghĩ thầm, thằng cha này tuy võ công cao cường nhưng chịu làm chó săn cho tên tiểu quỷ vi tiêu bào thì cũng chỉ là hạc đê tiền. Bên kia cát nhĩ Đan mới đánh mấy chiêu đã kém thế, hiển nhiên không địch nổi lục cao hiên. May mà lục cao hiên đã uống nửa chung mã xuân tử, chân tay cử động không được linh hoạt, thành ra trong nhất thời chưa hạ đối phương được ngay. A kỳ thấy ả kỵ nữ chiến đấu với mình bằng những chiêu thức rất tinh nguyện, cô không dám coi thường. Nhưng ả kỵ nữ mới sử dụng được mấy chiêu rồi ngất xỉu té xuống. A kỳ trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, chẳng hiểu ra làm sao. Cô quay lại nhìn cát nhĩ đàn đang đánh nhau với lục cao hiên cứ phải lùi hoài. Hiển nhiên tình lang của cô không phải là đối thủ của tên giả quy nô kia, cô vộn sấn lại giúp sức. Lục cao hiên bỗng thấy trước mắt tối sầm lại người hắn lảo đảo mấy cái hắn cảm giác bị địch nhân phóng trưởng chúng ngực mình song luồng lực đạo không mãnh liệt hắn nhắm mắt lại đưa hai tay ra gạt hai cánh tay đối phương đồng thời hai ngón tay trỏ điểm vào dưới nách địch nhân Chiều này kêu bằng song long thủ thủy trong quyền thuật a à, kỳ hiển nhiên đã phóng trưởng chúng vào ngực địch nhân không ngờ công lực của cô còn kém đối phương xa quá chẳng những không đả thương được địch nhân mà còn bị song chỉ điểm trúng vào dưới nách lập tức người cô nhùn ra, từ từ té xuống. A Kỳ đang bồn chồn trong giả, bỗng thấy Lục Cao Hiên đột nhiên lảo đảo té xuống. Người cô ngã xuống sau nên nằm trên lưng hắn, Lục Cao Hiên biến thành cái đệm của cô. Cát nhĩ đan la hoàng, A Kỳ, A Kỳ, cô nương làm sao vậy? Bất thình lình cao tôn giả đứng phát dậy phóng quyền đánh trúng trực cát nhĩ đan hất hắn lùi lại xa hơn trường. Bình một tiếng vang lên, lưng cát nhĩ đan bị đập mạnh vào tường nguyên trong bọn người ở đảo Thần Long tới đây thì cao, ủy nhị tôn giả là hai nhân vật võ công cao cường nhất. Nội lực chúng thâm hậu vô cùng, tuy chúng đã uống phải mê xuân tửu, nhưng thứ rượu này bất quá chế bằng thứ thuốc mê rất tầm thường ở nơi kỹ viện, chứ chẳng có gì mãnh liệt, chỉ làm cho hai lão choáng váng và vẫn còn gắng gượng trông đỡ được. Lúc này cặp mắt cao tôn giả nhìn phía trước chỉ thấy một đám trắng lờ mờ. Hình ảnh tang kết chập chờn trông không rõ lắm hắn vung tay đánh ra đều bị tang kết né tránh một cách dễ dàng còn chính hắn thì bên vai trái và má bên phải liên tiếp bị trúng hai quyền khá nặng quyền lực của tang kết cực kỳ trầm trọng cao tôn giả tuy thịt bắp da dày cũng không chịu nổi hắn thét lên be be xoay mình đánh ra cửa cướp đường chạy trốn cát nhĩ đan bị ủy tôn giả hất mạnh vào tường lưng đau ê ẩm tưởng chừng bị gãy xương sống y đang khiếp vía bỗng thấy địch nhân tay trái vịn vào bàn mắt nhắm lại tay mặt hắn không ngớt khoa lên ở trước ngực, tựa hồ sợ người tập kích. Cát nhĩ đan thấy có thời cơ liền nhảy sổ lại vung cước đá mạnh vào đít quỷ tôn giả. Quỷ tôn giả thét lên một tiếng, xoay tay trái nắm lấy trước ngực cát nhĩ đan, nhấc bổng người y lên. Tang kết vội nhảy tới cứu bạn, quỷ tôn giả mở bừng mắt ra, người hắn lảo đảo mấy cái, tay vẫn nắm cát nhĩ đan chạy ra ngoài cam lộ sành, nhảy vọt lên đầu tường. Tùy hắn uống mê xuân tửu, thần chí mê man, nhưng võ công hắn vào hạng rất cao thâm. Tay hắn nắm giữ thân hình to lớn của cát nhĩ đan mà chạy nhảy vẫn cực kỳ mau lẻ, nhẹ nhàng. Tang kết thét lên, người muốn tốt thì buông người xuống. Lão vừa quát vừa co giò chạy ra cửa nhảy lên nóc nhà rượt theo. Những người trong sảnh đường chỉ còn nghe tiếng quát tháo mỗi lúc một xa, vì tiểu bảo ở gầm bàn nhìn ra thấy dưới đất một đống người nằm ngổn ngang. Song Nhi và Tăng Nhu nằm sóng sượt trong nóc nhà bốn tên kỵ nữ nằm lên cành dưới đất mê man bất tỉnh trịnh khắc sảng nguyên trước ngồi gục xuống bàn sau xảy cuộc đánh nhau loạn xạ làm cho ghế đổ gã rớt xuống gầm bàn a à, kỳ té nằm trên mình lục cao hiên bấy nhiêu người đều nằm yên không nhúc nhích người thì bị điểm huyệt kẻ thì bị mê xuân tửu làm cho mê man hết thầy đều như người chết cả một lượt vì tiểu bảo rất quan tâm đến song nhi vội lại nâng đỡ thị dậy gã thấy thị cặp mắt chuyển động hô hấp như thường, đã yên tâm được một phần, nhưng gã không biết giải khai huyệt đạo. Thủ pháp điểm huyệt của tăng kết cũng như của ủy tôn giả đều có chỗ đặc biệt độc đáo. Ngay ủy tôn giả cũng không biết cách giải khai huyệt đạo cho những người bị tang kết điểm và ngược lại. Tang kết cũng không thể giải khai được huyệt đạo do ủy tôn giả điểm chúng. Vì tiểu bảo dĩ nhiên chẳng có biện pháp nào, gã dương mắt lên nhìn song nhi, tăng nhu và a kỳ, chẳng biết làm thế nào đành là thúc thủ vô sách vì tiểu bảo đỡ ba người ngồi lên ghế và bảo giả các cô đừng sợ gì hết cao tôn giả và ủy tôn giả đã uống phải mê xuân tửu mà bây giờ chúng chạy trốn rồi tang kết đại lạt ma đang rượt theo dĩ nhiên chúng chẳng thể thế nào đánh lại nhà sư tây tạng đó gã chợt ngó thấy lục cao hiên đang nằm dưới đất bỗng cử động chân tay liền tự nhủ thằng cha này nội công cũng ghê gớm lắm hắn mà tỉnh lại thì khó bề đối phó ta phải tìm cách làm cho gã hôn mê thật lâu. Gã liền chạy vào phòng mẫu thân thì thấy Vi Xuân Phương nằm lăn ở cạnh giường. Gã giật mình kinh hãi vội đỡ bà dậy thì thấy người bà mềm nhũn, nhưng hơi thở đều đặn, trái tim vẫn đập như thường. Gã đoán biết bà bị bọn người thần long giáo điểm huyệt, gã còn đoán ra bao nhiêu quy nô cùng gái điếm trong lệ xuân viện đều khóng tránh khỏi tình trạng này. Gã tự nhủ mẫu thân ta chỉ bị điểm huyệt thì sau mấy giờ là tự nhiên giải khai được ta bất tất phải quan tâm. Gã liền trèo lên giường thò vào chăn lấy nửa bình lớn mê xuân từ mà gã đã giấu vào đó từ trước. Vì tiểu bảo trở ra cam lộ sành, rót một chung rượu thuốc, đổ vào miệng lục cao hiên. Gã lại lắng tai nghe, vẫn chẳng thấy chút thanh âm nào của cao ủy nhị tôn giả, hoặc tăng kết và cát nhĩ đan trở về. Liền nghĩ bụng, âu là ta nhân cơ hội này để điều tra xem mấy tên điếm giả kia là những nhân vật nào gã tự nhủ trong đám này có một cô đã đưa mắt ra hiệu cho ta, rời như là để ta lưu tâm đến. Cô là người có lương tâm mà ta chưa hiểu là ai. Gã liền chạy đến bên kia nữ giả đó để bóc lớp thuốc cải trang, lớp bùn đất và cho than rớt xuống rồi để lộ khuôn mặt xinh xinh, lau sạch đi, nước da trắng nõn. Vì tiểu bảo nhìn rõ mừng quá, không nhịn được bật tiếng hoan hô. Nguyên kỹ nữ giả là tiểu quận chúa mộc kiếm bình. Vì tiểu bảo khẽ cúi xuống hôn cô một cái rồi nói, cô đối với ta còn có lương tâm, chắc cô bị bọn họ bức bách mà phải hại đến ta. Đột nhiên chống ngực đánh thình thình, gã tự hỏi, còn ba gái điếm giả kia là ai? Phương cô nương ở trong đám này phải không? Còn đợi đó lúc nào cũng nghĩ cách hại ta. Lần này mà y không ở đây thì thật là quái lạ. Gã nghĩ tới Phương Di vừa cảm thấy êm ái vừa tức mình. Vì tiểu bảo nhìn kỹ ba người kia thấy một cô mặt vàng ửng, thân hình mảnh rẻ, gã đoán đó là Phương Di, liền đưa tay bóc lớp thuốc hóa trang trên mặt coi. Bụi đất rớt xuống, một khuôn mặt cực kỳ diễm lệ lộ ra, xinh đẹp hơn Phương Di nhiều. Người này còn lớn hơn Phương Di đến chục tuổi mụ chính là Hồng Giáo chủ phu nhân. Hồng phu nhân say sưa hai má ửng hồng như bông hoa đào, nước da bóng bẩy tựa hồ sắp chảy nước. Vì tiểu bảo thấy người đẹp không khỏi dạo rực trong lòng. Trước nay gã không dám cử động khinh bạc mà chỉ nhìn mụ bằng cặp mắt say đắng. Bây giờ gã thấy mụ say mềm không biết gì nữa, liền tự nhủ. Đây thật là một cơ hội ngàn năm một thờ. Vì tiểu bảo đưa tay ra vuốt má hồng phu nhân một cái, gã thấy mụ hai mắt nhắm nghiền, hôn mê chẳng biết gì hết, trong lòng dạo rực, chống ngực đánh thình thình. Gã lại vuốt má bên kia một cái, lúc gã quay lại ngó thấy hai ả à kỹ nữ giả kia đều thân mình mập ú, quyết chẳng phải phương di trong hai ả à này thì một ả à lúc trước đã giả làm mụ trù vì tiểu bảo cầm hồ rót một chút rượu vào mặt mụ rồi kéo áo lên lau sạch lớp thuốc hóa trang để lộ chân tướng thì ra chính là giả thái hậu vì tiểu bảo mừng rỡ vô cùng bụng bảo dạ chuyến này thật ta đã lập nên công lớn hoàng thượng và thái hậu đều mong ta bắt được mụ điếm giả đưa về cho các vị dừa hận ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế mà thủy trung không sao tìm ra mụ ai ngờ đêm nay mụ tự dẫn xác đến lệ xuân việt làm gái điếm già trước nay ta vẫn kêu mụ bằng mụ điếm già thật là thần cô diệu toán tiên kiến sáng suốt chẳng kém gì đời vì tiểu bảo lại lau chùi lớp thuốc hóa trang trên mặt người kỹ nữ giả thứ tư lúc ả à này lộ chân tướng thì chính là phương di vì tiểu bảo giật mình kinh hãi tự hỏi tại sao người nàng lại to lớn thế này chẳng lẽ nàng tư thông với kẻ khác mà mang thai rồi trời ơi Thế là gái điếm giả thành gái điếm thật, còn vi tiểu bảo lại biến thành con rùa đen, gã luồn tay vào trong áo thị, nhưng chỗ tay gã đụng vào chẳng phải là da thịt, gã lôi ra một cái gối đồng. Nguyên Phương Di đã ở với vi tiểu bảo lâu ngày, tuy ả à đồ mặt cải trang mà vẫn sợ thân hình bé nhỏ có thể khiến gã phát giác, nên thị lấy chiếc gối đầu độn vào bụng khiến cho khổ người cũng khác hẳn. Vi tiểu bảo vô cùng cao hứng, nổi lên chàng cười ha hà nói, cô thật là bất lương so với tiểu quận chúa cô tệ hại quá chừng tiểu quận chúa chỉ sợ la mắc độc thù của bọn họ đã không ngớt nháy mắt ra hiệu cho ta ngược lại cô chỉ lo ta phát giác đã hóa trang ngoài mặt còn chưa đủ lại nồi bụng cho lớn lên để cố tình che mắt ta ha ha cô là con điếm nhỏ mà bụng lớn ở lệ xuân viện ta phải đánh đập cái thai này hết đánh sáng lại đánh tối đánh cho lòi gối đầu mới thôi vì tiểu bảo chạy ra ngoài sảnh đường thấy mấy tên thân binh nằm chết cong queo dưới đất. Trong sân chẳng có đèn lửa chi hết, một màu tối đen lại không một tiếng động. Gã nghĩ thầm, cao, vì nhị tôn giả đã uống phải mê xuân tử thì chẳng thể đánh nổi hai vị ca ca kết nghĩa của ta. Nhưng nếu bọn hồng giáo chủ ở ngoài tiếp ứng cho chúng thì kết quả khó mà lường được. Vạn nhất hai vị ca ca quy vị đêm nay, thì ta cầu khấn linh hồn hai vị tha thứ cho thằng em nhỏ chẳng thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày với hai vị được tiểu đệ thật là có tội mong nhị vị đại lược bỏ qua đi cho gã trở vào sảnh đường thấy hồng phu nhân phương di mộc kiếm bình song nhi tăng nhu a kỳ cả sáu vị mỹ nhân còn mê man bất tỉnh hoặc không nhúc nhích được nhưng mỗi người một vẻ ai cũng xinh đẹp lộng lẫy gã động tâm tự nhủ trên giường trong phòng bên còn một vị mỹ mạo tiểu cô nương. Đem so với sáu người này thì nàng còn xinh đẹp hơn nhiều. Nàng lại chính là cô vợ cùng ta bái lại thiên địa rồi mà chưa từng động phòng hoa chút. Đêm nay nàng tự dẫn thân vào cửa, chẳng lẽ vì tiểu bảo còn giữ điều lịch sự. Gã toàn rào bước vào phòng thì thấy Tăng Nhu dương mắt lên nhìn mình. Má cô ưng hồng ra chiều e thẹn, vì tiểu bảo liền dừng bước lại, bụng bảo dạ dọc đường từ núi Vương Ốc đi tới Dương Châu. Cô chiêu lẩn tránh ta hoài, ta muốn nói một câu chuyện tâm tình với cô cũng không được. Đêm nay ta không thể giữ lịch sự với cô nữa. Gã nghĩ vậy rồi ôm Tăng Nhu lên đem vào phòng trong, đặt xuống giường bên cạnh A Kha. Gã thấy A Kha vẫn thiêm thiếp giấc nồng, cặp lông mày của cô rũ xuống. môi miệng cô còn hé lộ nụ cười, trong giấc ngủ triển miên cô có biếu đâu mình đang ở nơi hiểm địa. Nét mặt vẫn còn đượm vẻ khoan khoái như lúc ngồi bên tình làng chỉnh khắc sang. Vì tiểu bảo lẩm bẩm, trời không chịu đất thì đất cũng chẳng chịu trời, âu là ta đem hết vào trong phòng cả lũ điếm này, bất luận là gái điếm giả, là hảo cô nương hay phụ nữ tệ hại. Đàn bà con gái đã đưa mình vào Lệ Xuân viện thì làm gì có chuyện tốt lành. Cái đó kêu bằng mình làm mình chịu, sau khi các mũ các cô tỉnh lại chẳng thể trách được vì tiểu bảo từ tuổi nhỏ đã hỏi bão chí lớn là ngày sau có cơ hội phát đạt sẽ mở 12 kỹ viện ở thành Dương Châu, lại bày tiệc hoa rất lớn trong viện lệ xuân này, kêu hết kỹ nữ toàn viện ra bồi tiếp cho tòa trí anh hùng. Tình trạng lúc này tuy không được đúng hẳn như tấm lòng hoài bão của gã ngày trước, nhưng cũng coi đây là một sự nghiệp hùng vĩ, chứ chẳng phải chuyện tầm thường. Vì tiểu bảo nghĩ vậy rồi tiếp tục ấm song nhi, A Kỳ, Hồng Phu Nhân, Phương Di, Mộc Kiếm Bình từng người một đem vào trong phòng, sau cùng gã ôm cả già thái hậu nữa là tám người đàn bà đặt lên giường thành một hàng dài. Vì tiểu bảo chợt nhớ đến điều gì, bụng bảo dạ đối với bất cứ ai, ta muốn làm thế nào thì làm, nhưng còn có vợ của người anh kết nghĩa thì không thể khinh khi được. Đoạn gã khẽ cất tiếng gọi, nhị tẩu ơi, nhị tẩu là chị dâu của tiểu đệ, dĩ nhiên tiểu đệ không dám khinh thường, chúng ta đã là anh hùng hảo hán, cần phải giữ điều nghĩa khí. Thế rồi gã ôm A Kỳ ra ngoài sảnh đường, đặt cô ngồi xuống ghế ngay ngắn. Bỗng gã ngó thấy mục quang của A Kỳ lộ vẻ ưng thuận, khiến gã không khỏi dạo rực trong lòng. Cặp mắt gã dương lên ngó vào người cô ngơ ngẩn xuất thần. Vì tiểu bảo thấy A Kỳ hơi thở dồn dập trước ngực không ngớt nhô lên hóp xuống. Lại hối hận nghĩ thầm, ta cùng Đại Lạt ma sứ Tây Tạng và vương tử sứ Mông Cổ kết nghĩa Chi Lan chẳng phải vì ý hợp tâm đầu mà bất quá là kế hoạch lừa gạt để bọn họ không giết mình. Đại ca, nhị ca đều là nhắm mắt nói bừa, đâu phải chuyện thật. A kỳ cô nương xinh đẹp thế này mà ta kêu bằng nhị tẩu thật là uồng. chi bằng ta coi cô như vợ mình, thầy đồ kể chuyện, tam tiếu nhân duyên cửu mỹ đồ, đường bá hổ có chín cô vợ. Này ta tính cả A kỳ mới là bát mỹ, còn thiếu nhất mỹ. Hà hà, mụ điếm già đã lớn tuổi lại hung dữ đâu có thể là nhất mỹ gã nghĩ tới giả thái hậu, lại đem so với chuyện đường bá hồ thì còn thiếu nhất Mỹ, nhưng bỏ giả thái hậu, lại thiếu lưỡng Mỹ, thật còn kém xa. Gã lại ôm A Kỳ đem vào phòng, vì tiểu bảo vừa đi được mấy bước, chợt nghe ngoài viện dường như có tiếng bước chân vang lên. Gã giật nảy mình nghĩ bụng nếu cát nhĩ đàn trở về mà thấy mình đem ý trung nhân của y làm vợ, tất động đau gương, thì ra mình mạo hiểm quá chừng. Thôi đành thiếu lưỡng Mỹ thì thiếu gã lập tức quay gót trở ra lại đem a kỳ đặt xuống ghế a kỳ không hiểu trong lòng gã đang phản phúc những ý nghĩ xung kích nhau cô thấy gã ôm mình chạy lui chạy tới chẳng biết gã muốn giờ trò quỷ gì cô rất đỗi ngạc nhiên vì tiểu bảo chú ý lắng nghe hồi lâu thấy tiếng bước chân trong ngõ hẻm dần dần xa đi chứ không phải có người tiến vào trong viện gã mới yên tâm vì tiểu bảo lại chạy vào phòng nói mụ điếm già phương cô nương tiểu quận chúa Hồng phu nhân, bốn vị tự mình dấn thân đến lệ xuân viện để làm gái điếm chẳng nói làm chi. Còn song nhi và tăng cô nương là hai vị tự nguyện theo ta đến lệ xuân viện. Nơi đây là phương nào, lúc các cô tới chưa hiểu rõ. Nhưng các cô đã vào đây rồi thì chẳng muốn bồi tiếp ta cũng không xong. Gã lại quay sang nhìn A Kha, nói tiếp A Kha cô nương, cô đã là vợ ta lại đến chốn này, ta càng chẳng cần phải nói gì nữa gã kéo chăn gấm đắp lên cho bảy người đàn bà, đoạn gã tụt giày ra, la lên một tiếng rồi chui vào trong chăn. Bỗng nghe thanh âm rất ôn nhu khẽ hỏi, trịnh, trịnh công tử, chàng đấy ư, chính là âm thanh của A Kha, nguyên cô uống mê xuân tử trước nhất, ngủ đã lâu rồi. Bây giờ chất thuốc nhạt đi và cô dần dần hồi tình. Vì tiểu bảo giận quá, mắng thầm, người có nằm mơ thì mới thấy trịnh công tử, người tưởng gã bò lên giường để cùng ngươi vui thú chăng? gã hạ thấp giọng xuống đáp ta đây mà dưới ánh đèn nến vi tiểu bảo nhìn rõ mặt đưa tay ra ôm lấy a kha tiếp theo gã lột mũ trên đầy thị liệm ra đụng vào ngọn nến cho tắt đi a kha miệng u, -u, -u. không không chàng không được cô hết sức dãy rùa bỗng nghe tiếng trịnh khắc sảng ở ngoài sảnh đường lớn tiếng hỏi a kha a kha nàng ở đâu tiếp theo nghe đánh rắc rắc một cái rồi những tiếng loảng xoảng vang lên Nguyên Trịnh khắc sàng ở trong gầm bàn chui ra loạn trọn đánh đổ chiếc ghế đụng vào bàn làm cho đĩa chén là tả rớt xuống. A à Kha nghe tiếng Trịnh khắc sàng ở ngoài sảnh đường mới biết người ôm mình dĩ nhiên không phải là hắn. Thị giật mình kinh hãi, đầu óc tỉnh táo thêm một phần, cất giọng run run hỏi: Ngươi, ngươi là ai? Vì Tiểu Bảo cười đáp: Ông chồng chính thức của nàng đây mà. Nàng không nhận được âm thanh của ta ư? A à Kha lại càng bờ vía, hết sức cựa mạnh thoát khỏi vòng tay vi tiểu bảo. Thị la gọi, trịnh công tử, trịnh công tử, trịnh khắc sảng hấp tấp chạy vào phòng, nhưng trong nhà tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì, chán hắn đập mạnh vào khuôn cửa đánh, chát, một tiếng. Hắn nhịn đau rồi rít, a à, kha, a à, kha, nàng ở đâu, a à, kha đã, tiểu muội đây mà, thằng tiểu quỷ, buông ta ra mau, người người làm cho gì thế này, trịnh khắc sảng hỏi ngay, chuyện gì vậy hắn không hiểu hai câu sau thị nói với vi tiểu bảo vi tiểu bảo vẫn nắm chặt hai cánh tay a à kha người thị lại đè lên giả thái hậu bên cạnh còn hồng phu nhân tất cả bảy người đàn bà còn một gã thiếu nhiên ở trên giường chen chúc nhau rối loạn cả lên a à kha sau khi say rượu người thị mỏi mệt không còn hơi sức thì cửa thoát làm sao được thị đành trở giọng năn nỉ hảo sư đệ ta van ngươi buông ta ra vì tiểu bảo cười đáp ta đã bảo không buông là không buông bậc đại trưởng phu nhất môn xuất ký, tứ mã nan truy. Trịnh khắc sảng vừa kinh hãi vừa tức giận, quát hỏi, vì tiểu bảo, người ở chỗ nào, vì tiểu bảo đáp ta ở trên giường đang ôm cô vợ ta, ta cùng nàng động phòng hoa trúc, người vào đây làm chi, muốn náo loạn tân phòng chăng? Trịnh khắc sảng lớn tiếng thóa mạ, náo loạn tân phòng cái con mẹ nó, hồi 192, thiên hạ đại loạn, quần thư hỗn chiến. Vì tiểu bảo cười nói má ta ở phòng giáp vách này. Người muốn náo loạn tân phòng của má má ta đêm nay thì không được rồi. Vì người không tiếp khách, trừ phi chính ngươi qua làm tân lang. Trịnh khắc sảng tức giận quát lên, ngươi đừng nói càn nói ẩu. Hắn nhằm phía phát ra âm thanh nảy vọt lên giường định để lôi vi tiểu bảo ra. Trong bóng tối, trịnh khắc sảng nắm được cánh tay một người liền hỏi, A Kha, có phải tay nàng đây không? A Kha đáp, không phải trịnh khắc sảng thấy nói không phải tay a kha thì chắc mầm là tay vi tiểu bào hắn liền hết sức kéo mạnh một cái không ngờ đây lại là cánh tay giả thái hậu mao đông châu ngày trước giả thái hậu ở trong cung cấm dùng hóa cốt miên trường đánh cửu nạn nhưng nội lực lại hất ngược về làm mình bị nội thương sau mụ được cửu nạn chuyên cách hóa giải nhưng công lực của mụ mười phần đã mất tám chín bây giờ giả thái hậu vừa uống phải mê xuân tửu hãy còn hôn mê ly bì nhưng cũng phát giác có người lôi tay mình mụ liền vung tay trái đánh ra một trường trúng đầu trịnh khắc sàng phát trường này tuy không lấy gì làm trầm trọng cho lắm song trịnh khắc sàng sợ quá té ngồi xuống đất thần chi hắn chưa hoàn toàn tỉnh táo đầu đụng vào chân giường hắn lại ngất xỉu a kha kinh hãi hô lên trịnh công tử công tử làm sao vậy không có tiếng người đáp lại vì tiểu bảo cười nói hắn vào náo loạn tân phòng chui xuống gầm giường rồi A Kha vừa khóc vừa cãi, không phải, không phải. Thị dãy rụa muốn thoát ra để xuống coi, vì Tiểu Bảo cười nói, đừng có nhúc nhích, đừng có nhúc nhích. Gã giang tay ôm lấy A Kha. A Kha hít mạnh khuỷu tay một cái trúng vào cổ Vi Tiểu Bảo, vì Tiểu Bảo bị đau, ngửa người về phía sau mà không hiểu đè lên ai. A Kha thoát khỏi vòng tay Vi Tiểu Bảo muốn bước xuống ngay, nhưng Thị vừa xoay mình lại đè lên ngực Mao Đông Châu. Mao Đông Châu đau quá rú lên một tiếng úi chao mụ giang tay ôm chặt lấy a kha tuy a kha phóng ra những chiêu thức xảo diệu nhưng không nội lực trong bóng tối thị chẳng hiểu là ai đang ôm mình nên sợ hãi đến cực điểm mà toàn thân mềm nhũn bất lực giữa lúc ấy thị lại cảm thấy chân phải mình bị người khác đè lên trong lòng sợ hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt bụng bảo giả trên giường này có lắm đàn ông vì tiểu bảo rất lấy làm đắc ý nhưng trong bóng tối a kha ở chỗ nào gã cũng không hay liền hỏi a kha nàng ở chỗ nào lên tiếng đi cho ta biết a kha tự nhủ dù ngươi có giết ta ta cũng im lặng vì tiểu bảo cười nói được lắm nàng không nói thì ta sờ mò hết người nọ đến người kia kỳ cho đến lúc sờ thấy nàng mới thôi bất giác gã cất tiếng hát sờ đi sờ lại nhiều lần bỗng đâu vớ được mỹ nhân bên mình trái xoan khuôn mặt xinh xinh phải chăng gái điếm hay mình với ta gã vừa hát vừa sờ soạng thì đột nhiên ngoài viện có tiếng người huyên náo. Một người phát lệnh, đại đội binh mã lập tức bao vây kỹ viện. Tiếp theo bước chân nhộn nhịp, có người tiến vào lệ xuân viện, vì tiểu bảo đoan chắc bọn này không phải bồ hả của mình thì cũng là quan quân tại thành Dương Châu. Trong lòng khắp khởi mừng thầm, vì tiểu bảo toan từ trong chăn chui ra, không ngờ bọn người mới đến hành động lẹ quá, ánh đèn lửa sáng trưng trong căn lộ sành thấp thoáng bóng người lại nghe thanh âm huyền trinh đạo nhân hô vì đại nhân vì đại nhân ở chỗ nào giọng nói rất cấp bách vì tiểu bảo buộc miệng đáp tiểu đệ ở đây nguyên quần hùng trong thiên địa hội đột nhiên phát giác ra vi tiểu bảo mất tích vi tiểu bảo sợ gã gặp nguy hiểm liền hối hả tìm kiếm quần hùng hỏi ra biết gã dẫn thân binh đến phường minh ngọc sau điều tra ra tại lệ xuân viện đã xảy cuộc hỗn chiến liền tiến mấy vào thì thấy tên thân binh chết nằm lăn dưới đất quần hùng kinh hãi khôn xiết bây giờ nghe tiếng gã đáp lại mới yên lòng. Vì tiểu bảo đã biết bọn huyền trinh, phong tế trung, phản cương, từ thiên xuyên đều là những anh hùng hảo hán trọng bề khí tiết. Nếu họ thấy gã ở trong tình trạng bê bối này, tất sinh lòng bất mãn, không chừng họ còn lôi những lề luật gì ở thiên địa hội ra khuyên cáo thì mất cả thể diện, không còn đường lối hạ đài. Vì tiểu bảo suy nghĩ như vậy lại nghe tiếng người hô hoán ảo ảo xô về phía mình, Gã hốt hoảng đứng dậy buông màn xuống để che kín mọi người. Gã lật đật dẫm bừa lên người khác, vừa buông màn xong thì bọn Huyền Trinh đã kéo ùa vào phòng. Người nào cũng tay cầm đèn đuốc. Quần Hùng ngó ngay thấy Trịnh khắc sảng nằm ngất xỉu trước giường đều la lên một tiếng ô hay, lại có người gọi vì đại nhân, vì đại nhân, vì tiểu bảo la lên ta ở trong này, các người không được vén mùng ra. Mọi người nghe rõ tiếng gã đều lớn tiếng hoan hô. Quần Hùng ngơ ngác nhìn nhau cười thầm nghĩ bụng hết thầy anh em đều lo sốt vó không ngờ gã ở trong giường vui thú mây mưa vì tiểu bảo ở trên giường bước xuống xỏ chân vào giày rồi nói ta đã dùng kế bắt được mấy tên khâm phạm chúng nằm ở trên giường phen này bọn ta lại lập nên công lớn mọi người thấy hắn ăn mặc chỉnh tề chứ không phải lên giường giờ trò bị ổi với bọn kỵ nữ đều rất đỗi ngạc nhiên quần hùng nghe gã nói câu này rất lấy làm kỳ nhưng ai nấy đều biết gã hành động xuất quỷ nhập thần nên không tiện hỏi nhiều, vì tiểu bảo sai người trói trịnh khắc sàng lại, rồi bảo lấy kiệu đưa a kha về hành viên. Đoạn gã dắt mép mùng xuống dưới chăn và hạ lệnh cho mười tên thân binh khiêng cái giường lớn về khâm sai hành viên. Tên đội trưởng nói: bẩm đại nhân, cửa phòng hẹp quá, không thể khiêng giường ra được. Vì tiểu bảo mắng liền, người thật ngu quá, sao không biết phá vách để khiêng ra? Tên đội trưởng tỉnh ngộ, vâng giả luôn miệng bọn thân binh nhất tề động thủ lập tức phá tường vách lệ xuân viện. Mấy chục người lấy mười mấy đòn khiêng kiệu luồn xuống gầm giường, rồi ghé vai khiêng ra. Bọn thân binh khiêng cái giường lớn đi trên đường phố Thành Dương Châu là một chuyện rất ly kỳ. Mấy tên thân binh đi trước lại cầm biển, túc tĩnh, hồi tị, để dẹp đường. Chuông trống vang trời, tiền hù hậu ủng, đoàn quan quân đi nghênh ngang trên đường phố, chăm họ Thành Dương Châu ngó thấy đều tấm tắc cho là chuyện kỳ. A Kha nằm trong chăn không dám nhúc nhích, bây giờ thị đã nhận rõ những người cùng giường với mình toàn là đàn bà con gái, mới yên tâm một chút. Nhưng thị nghĩ đến mình nằm trên giường mà để người ta khiêng qua đường phố là một vụ hổ thẹn đến cùng cực, thị kéo chăn trùng kín cả đầu không dám lên tiếng. Thần binh khiêng giường về đến trước hành viên, cổng viên cũng nhỏ quá không khiêng giường vào được, nhưng bây giờ tên đội trường đã rút kinh nghiệm lần trước hắn không chờ khâm sai đại nhân mở miệng đã cùng mọi người phá cổng để khiêng giường vào trong hoa sảnh, chúng đặt giường xuống giữa sảnh đường. Vì tiểu bảo hạ tướng lệnh, trên giường toàn là những khâm phạm ngỗ ngược, không phải chuyện tầm thường. Các tướng lãnh phải hướng dẫn binh sĩ, kiếm tuốt cung gươm bao vây bốn mặt hoa sảnh. Gã lại phái bọn từ thiên xuyên luôn lưu canh gác trên nóc nhà đề phòng bọn cao tôn giả đến cướp tù. Bình tướng canh gác bốn mặt nhà hoa sảnh rất đông, nhưng trong sảnh đường chỉ có một cái giường lớn và một mình vi tiểu bảo. Gã nghĩ thầm, vừa rồi ở lệ xuân viện mình gặp cơ hội tốt như vậy mà mới ôm cô vợ được một cái. Thật là đáng tiếc, chi bằng bây giờ ta lại chui vào chăn, hát khúc thập bát mô. Bất giác gã khẽ cất tiếng hát một ta sờ, hai ta sờ, sờ ngay được cô em, gã vừa hét vừa vén mùng sờ vào trong chăn. Đột nhiên bím tóc gã bị xiết lại, cổ học đau không hát được nữa. Gã bị người nắm lấy bím tóc kéo lên người này còn dùng tay trái bóp vào cổ gã vì tiểu bảo nhìn lại thì chính là hồng phu nhân nguyên cách một thời gian khá lâu mê xuân tửu nhạt dần hồng phu nhân mao đông châu phương di và mộc kiếm bình là bốn người tỉnh lại rồi song nhi và tăng nhu bị điểm huyệt lúc trước cũng tự mình dần dần giải khai nhưng giường lớn khiêng qua các đường phố thành dương châu mà xung quanh rất đông binh tướng canh gác nên cả bảy người trên giường đều không dám nhúc nhích bây giờ vi tiểu bảo lần mò lên giường định hưởng diễm phúc ôn nhu liền bị hồng phu nhân nắm lấy hồng phu nhân nét mặt tựa như cười mà không phải cười mụ khẽ quá tiểu bảo người thật là lớn mật dám trêu ghẹo cả lão nương ư vì tiểu bảo sợ hết hồn làm bộ tươi cười đáp thưa phu nhân thuộc hạ đối với phu nhân có điều gì phạm pháp đông y phục trên mình phu nhân hãy còn nguyên thuộc hạ thuộc hạ không dám vô lễ Hồng phu nhân hỏi, người vừa hát khúc tiểu điệu gì vậy? Vì tiểu bảo cười đáp, đó là câu hát nhăng trong kỹ viện mà thuộc hạ đã nghe được. Xin phu nhân đừng lấy làm chuyện thật. Chuyến này Hồng phu nhân vâng lệnh giáo chủ đem bọn Mao Đông Châu, Phương Di, Mộc Kiếm Bình và Lục Cao Hiên cùng Cao, ủy nhị tôn giả trá hình kỹ nữ và quy nô định để bắt sống vi tiểu bảo đưa đến Vân Nam cho Ngô Tam Quế họ chắc mầm bắt được vi tiểu bảo là có thể cùng tiểu hoàng đế mở cuộc đàm phán bằng cách tẩu mã hoán tướng đổi lấy ngô ứng hùng về. Không ngờ mọi người uống phải mê tửu ở lệ xuân viện rồi bốn người đàn bà bị bắt. Bây giờ hồng phu nhân tuy kiềm chế được vi tiểu bảo, nhưng còn e gã vừa điều binh khiển tướng, bốn mặt phòng thủ nghiêm ngặt. Nếu cứ xông bừa ra cũng không thể trốn thoát, chỉ còn cách uy hiếp vi tiểu bảo khiến cho bộ thuộc của gã không dám động thủ. Hồng phu nhân khẽ hỏi, người muốn chết hay muốn sống? Vì tiểu bảo đáp, thuộc hạ là Bạch Long Sứ, kính chúc phu nhân cùng giáo chủ vinh hưởng tiên phúc, thọ giữa thiên tề. Phu nhân ra hiệu lệnh, thuộc hạ xin kính cần tuân theo. Hồng phu nhân chẳng ngờ vi tiểu bảo còn nhớ đến bạch long sứ của bạch long giáo. Nhưng gã nằm trong cùng một giường với mụ mà, gã nói câu này với vẻ mặt trân cháo. Chứ thực không có ý kính cẩn mụ tự nhủ, bất luận gã thực tâm hay giả vờ, Điều khiến yếu lúc này là ta hãy tìm cách thoát hiểm rồi sẽ tính Ngụ liền nói Trước hết ngươi hãy ra lệnh triệt bỏ binh tướng canh gác bốn mặt sành đường Vì tiểu bảo đã Được lắm Vụ này chẳng khó khăn gì Xin phu nhân buông tay cho thuộc hạ ra ngoài phát lệnh Hồng phu nhân nói Ngươi phải ở yên đây mà truyền lệnh Vì tiểu bảo không sao được đánh lớn tiếng hô Hỡi các vị đương sai ở ngoài sành đường Các vị tổng đốc Tuần phủ Binh bộ thượng thơ Hộ bộ thượng thơ hãy nghe đây hết thầy binh hãy lui hết không ai được dùng lại ở đây hồng phu nhân liền giựt bím tóc gã quát sao lại binh bộ thượng thơ hộ bộ thượng thơ phải chăng ngươi muốn nói nhăng nói càn dứt lời mụ lại giật mạnh một cái vì tiểu bảo chỉ chờ mụ giựt hai cái liền lớn tiếng la ui theo đau chết thuộc hạ rồi bên ngoài các quan binh nghe vi tiểu bảo la những gì tổng đốc thượng thơ đã sinh lòng ngờ vực sau lại thấy gã lớn tiếng kêu đau liền biết là có chuyện mấy chục nhân thủ tay cầm đao thương vội chạy vào sảnh đường đồng thanh hỏi Khâm sai đại nhân có chuyện gì vậy vì tiểu bảo cố ý ấp a ấp úng la lên không không có chi cả trời ơi má má ơi các quan tướng nhìn nhau không biết nên làm thế nào hồng phu nhân giận quá giơ tay lên tát gã bốc bốc thật mạnh vì tiểu bảo kêu rú lên má má ơi đừng đánh con nữa nguyên gã kêu hồng phu nhân bằng má má là có ý thoá mà mụ là gái điếm hồng phu nhân tuy không hiểu nội tình ngoắt ngoéo nhưng thấy gã trơ trẽn như vậy trong lòng càng phẫn nộ giơ tay lên toan đánh nữa thì đột nhiên huyệt thiên tôn là huyệt thần đường sau bà vai đau nhói cánh tay phải mụ mềm nhũn rồi dụ xuống mụ đã bị người ta điểm huyệt hồng phu nhân giật mình kinh hãi quay lại toan nhìn ai đã hạ thủ nhưng thấy trên giường ngoài vi tiểu bảo và mình còn sáu người đàn bà nằm súng xít cả đó, bất luận là ai cũng có thể điểm huyệt mụ được, nhưng người nằm gần mụ nhất là Phương Di. Hồng phu nhân cười lạt nói, bản lãnh của người khá đấy, mụ đưa tay trái ra định điểm lẹ vào mắt cô. Phương Di vội la lên, không phải thuộc hạ, đồng thời cô quay đầu đi né tránh. Hồng phu nhân toan tấn công nữa thì bị người ở đàng sau giang hai tay ra ôm chặt lấy cánh tay trái mụ, người này chính là Mộc Kiếm Bình nàng la lên, xin đừng đả thương sư tỷ của thuộc hạ. Mao Đông Châu phóng trưởng đánh chát một cái vào mũi mộc kiếm mình làm cho đổ máu ra. May mà nội lực Mao Đông Châu chỉ còn lại hai thành, không thì phát trưởng của mụ làm cho nàng phải uổng mạng. Phương Di thấy sư muội vì cứu mình mà bị đả thương, cô chẳng thể nằm yên, liền đưa tay lên gạt phát trưởng thứ hai của Mao Đông Châu. A à Kha thấy bốn người đánh loạn xà ngầu liền chờ mình toan bước xuống vì tiểu bảo vội níu chân cô lại la lên đừng đi a kha vừa hết sức cựa mạnh vừa quát lên buông ta ra vì tiểu bảo cười đáp chúng ta chưa động phòng hoa trúc thì buông nàng thế nào được a kha nóng nảy xoay mình phóng quyền đánh tới vì tiểu bảo né tránh thoi quyền của a kha đánh chúng và má tăng nhu đánh bốp một cái tăng nhu quát hỏi sao ngươi lại đánh ta a kha đáp xin lỗi úi chao thị bị phương di phóng trưởng đánh chúng thế là những người nằm trên giường đánh nhau túi bụi vì tiểu bảo cả mừng miệng lẩm bẩm thế này là thiên hạ loạn to rồi quần hùng à quên quần thư hỗn chiến gã toàn nhân lúc nước đục mò cá thì đột nhiên mấy tiếng rắc rắc vàng lên cái giường độ sập xuống tám người trên giường người nọ đè lên tay người kia người kia đè lên đùi người nọ bảy người đàn bà thét lên lanh lảnh chẳng còn trật tự gì nữa các quan tướng thấy tình cảnh rối loạn xa ngầu, ai cũng trợn mắt há miệng. vì tiểu bảo thích trí nổi lên chàng cười ha ha. gã toàn ở giữa đám người bò ra ngoài, nhưng chân trái không biết bị ai nắm chặt. gã lớn tiếng la các vị buông ta ra. gã lại quay ra hô các vị tướng quan hãy lôi dùm bảy cô vợ lớn, vợ nhỏ của ta ra. các quan tướng đứng chung quanh giường, nhưng chẳng một ai dám động thủ. Trong bảy người đàn bà thì Song Nhi và Tăng Nhu dừng tay trước tiên. Hai cô đứng dậy, nhưng bảy người trùng rúm với nhau khó lòng thoát ra được. Chân tay người nọ bị người kia nắm giữ, trong lúc nhất thời gỡ không ra. Vì tiểu bảo trỏ và Mao Đông Châu nói, mụ điếm giả này là một tên khâm phạm, các ngươi phải thận trọng chớ để mụ trốn mất. Các binh tướng đều lấy làm kỳ nghĩ thầm, y vừa tuyên bố bảy người này là vợ lớn, vợ nhỏ của y, sao một người lại là khâm phạm. Tuy họ nghĩ vậy nhưng không dám hỏi. Một người cầm dao chí vào mao đông châu để mấy người khác lôi mụ ra. Hai tiếng lách cách vang lên. Mụ bị khóa tay rồi. Vì tiểu bảo lại trò vào hồng phu nhân nói. Phu nhân đây là thượng cấp của ta nhưng các ngươi cũng khóa tay lại. Trung tướng lại một phen kinh dị. Nhưng cũng vâng lệnh khóa tay hồng phu nhân. Hồng phu nhân tuy bản lãnh cao cường nhưng đã bị song nhi điểm nguyệt Nửa người tê dại. Không thể phản kháng được bây giờ Song Nhi và Tăng Nhu mới lồm cồm bò dậy. Các cô nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm qua vừa thẹn đỏ mặt lên lại vừa tức cười. Vì tiểu bảo trò và Phương Di nói, cô này là đại tiểu lão bà của ta. Đoạn gã trò vào mộc kiếm bình nói tiếp, y là tiểu tiểu của lão bà ta. Đại tiểu lão bà phải khóa tay lại, còn tiểu lão bà thì không cần. Trung tướng liền khóa tay Phương Di, khâm sai đại nhân không ngớt thốt ra những điều quái dị họ nghe nhiều quá rồi bây giờ cũng không lấy thế làm kỳ nữa. Hiện tại chỉ còn một mình A Kha ngồi dưới đất, cô đầu tóc rũ rượi, quần áo lôi thôi, lốc thốc mà lại mặc y phục đàn ông, nhưng tướng mạo xinh đẹp vô cùng. Các binh tướng vừa ngó thấy cô đều nghĩ bụng trong các bà vợ lớn, vợ nhỏ của khâm sai đại nhân thì bà này đẹp nhất. Vì tiểu bảo lại hỏi tiếp cô là nguyên phối phu nhân của ta có minh môi chính thức đàng hoàng. Để ta lại đỡ cô dậy. Gã tiến lại gần hai bước nói: "Xin nương tử dậy đi." Gã vừa nói vừa đưa tay toan đỡ cô. Bỗng nghe đánh, bốp, một tiếng. Khâm Sai đại nhân bị A Kha đánh một cái bạt tai thật mạnh. Cô tát gã rồi cúi đầu xuống vừa khóc vừa nói: "Người khinh miệt ta thế này thì thà giết ta đi còn hơn. Ta, ta chẳng thà chịu chết, chứ nhất quyết không lấy ngươi." Các tướng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai là không ngạc nhiên. Khâm sai đại nhân phải ăn đòn trước mặt mọi người là các quan tướng bảo vệ bất lực, hết thầy đều khiếm khuyết chức vụ. Khôn nỗi kẻ kẻ ra tay kẻ ra tay đánh khâm sai lại là nguyên phối phu nhân của y, không ai dám bước vào can ngăn. Chúng chỉ đứng ngoài quát tháo mấy tiếng tỏ ra hành động của A Kha chẳng tròn thể thống gì nữa, chứ chẳng biết làm thế nào. Vì tiểu bảo vừa tay lên lên xoa suýt bên má bị đánh, vừa cười nói, ta giết nương tử thế nào được, nương tử bất tất phải nóng nảy, Ta chỉ cần hạ sát Trịnh công tử là xong." Rồi gã lớn tiếng hỏi, "Gã con trai bị bắt ở Lệ Xuân viện để đâu rồi?" Một tên tá lính đáp, "Trình đô thống, bọn tiểu tướng đã khóa chân tay thằng lòi đó lại và giao cho người canh giữ." Vì tiểu bảo nói, "Được lắm, nếu hắn trốn chạy thì các ngươi chặt chân trái hắn đi, sau đó sẽ chặt nốt chân phải." A à Kha kinh hãi la lên, "Đừng, đừng chặt chân y, y không trốn đâu." vì tiểu bảo nói nương tử mà chạy trốn ta sẽ chặt đứt hai tay trịnh công tử gã đảo mắt nhìn bọn phương di mộc kiếm bình nói tiếp đại tiểu lão bà tiểu tiểu lão bà trốn chạy ta cắt đến tai mũi trịnh công tử a à, kha hỏi những cô này có liên can gì đến trịnh công tử tại sao ngươi cũng đổ tội lên đầu y vì tiểu bảo đáp liên can lắm chứ những cô vợ ta đây đều nguyện thẹn hoa nhường mà trịnh công tử là con quỷ háo sắc hắn ngó thấy mặt tất nhiên nỗi lòng hưu dạ vườn. A Kha bụng bảo dạ những cái đó đâu phải là lý do chính đáng để buộc tội người ta. Nhưng cô thấy vì tiểu bào chẳng đếm xìa gì đến đạo lý, cô nói nữa chẳng bằng vô dụng. Trong dạ bồn chồn cô lại khóc quà lên, vì tiểu bảo nói những người đàn bà bị khóa tay hãy đem ra ngoài kia và phải canh giữ cẩn thận. Muốn chắc hơn nữa khóa cả chân họ lại gã sai trù phòng bày tiệc và bảo mấy cô, những cô không bị khóa tay ở lại đây bồi tiệc cùng ta. A Kha vội nói, ta, ta không thèm bồi rượu ngươi, ngươi bảo chúng khóa tay ta lại. Tăng Nhu không nói nửa lời, cúi đầu đi ra. Vì tiểu bảo vội hỏi, ô hay, cô đi đâu đấy? Tăng Nhu không nhịn được, quay lại đáp, ngươi, ngươi là kẻ mặt dày, ta không muốn nhìn mặt nữa. Hồi 193, Mục Võ Quân Thưởng, Đại nghịch Bất Đạo vì tiểu bảo sừng sốt hỏi tại sao vậy tăng nhu đáp ngươi ngươi còn hỏi tại sao ư người ta không chịu lấy ngươi dùng thủ đoạn cưỡng bức ngươi tưởng mình làm quan lớn rồi muốn hà hiếp bách tính thế nào cũng được chăng trước kia ta tưởng ngươi là đấng anh hùng nào ngờ nào ngờ vì tiểu bảo hỏi nào ngờ làm sao tăng nhu bỗng quẹ một tiếng rồi khóc quả lên cô bưng mặt nói ta không biết ngươi là hạng tồi bại chứ chẳng phải con người tử tế cô còn tiếp tục cất bước ra khỏi đại sảnh. Hai tên quan quân dơ đao ra cản lại quát cô vũ mạ khâm sai, không thể bỏ đi được, phải ở lại chờ đại nhân phát lạc. Vì tiểu bảo bị tăng nhu mặt sát, trong lòng đang khoan khoái vô cùng, lập tức bị cụt hứng. Gã cảm thấy cô nói có lý và tự trách mình đã làm quan lớn ở triều đình thát đát, lại ỷ thế hiếp người, đúng như thầy đồ thường nói là bọn gian thần ác bá. Bất giác gã lẩm bẩm chẳng làm được anh hùng thì thôi nhưng mang tiếng gian thần, thật là một điều không hay. Gã thở dài sườn sượt nói, Tăng cô nương, cô hãy quay trở lại đã, ta có chuyện cần nói với cô. Tăng Ngưu quay lại, hiên ngang đáp, ta đắc tội với ngươi, ngươi giết ta đi cũng được. Song Nhi rất thân với cô, vội tìm lời khuyên giải, Tăng tỷ tỷ, tỷ tỷ bất tất phải nóng này, tướng công không giết tỷ đâu. Vì tiểu bảo buồn rầu nói, cô nói đúng lắm, nếu ta cưỡng bách bọn họ để lấy làm vợ thì đúng là gian thần cưỡng hiếp dân gian phụ nữ, chẳng khác gì đường bá hổ trong chuyện tam tiếu nhân duyên. Gã trò A Kha bảo tên tá lãnh, người đưa cô nương này ra đi, đồng thời buông tha cả gã trai họ trịnh để chúng lấy nhau làm vợ chồng. Gã lại trò Phương Di nói tiếp, mở khóa cho cô này và buông tha cô. Hỡi ơi, nguyên phối phu nhân của ta có ngoại tình, đại tiểu lão bà của ta cũng làm gái điếm. Còn mẹ nó, ta còn làm khâm sai đại nhân đô thống đại nhân gì được nữa ta chỉ là song tiền ô quy đại nhân tên tá lãnh thấy gã phát cáu sợ qua cúi đầu không dám lên tiếng hắn cũng không hiểu gã nói thế là chân hay giả vì tiểu bảo thấy tá lãnh đứng yên liền dục người đưa hai cô gái đó ra ngay đi tên tá lãnh giả một tiếng rồi dẫn a kha và phương di ra ngoài vì tiểu bảo nhìn bóng sau lưng hai cô mà lòng tơ còn vướng vít phương di và a kha dông tuốt một lèo không ngành cổ lại các cô đã chẳng một lời tạ ơn cũng không đưa mắt tỏ lòng cung kính tăng nhu tiến lại hai bước khẽ nói kham sai là người tốt tiện nữ tiện nữ vui lòng chịu phạt vì tiểu bảo nghe cô nói câu này phấn khởi tinh thần bục bảo dạ trên đời thiếu gì mỹ nữa hai con đợi non không chịu lấy ta chẳng lẽ bao nhiêu cô nương trên thế gian chết sạch cả rồi gã hớn hở tươi cười đáp phải lắm ta muốn phạt cô thật rồi gã bảo ba người song nhi tiểu quận chúa tăng cô nương cả ba cô vào trong này nói chuyện gã toan đưa ba cô nương vào nội đường để ân ái một phen bỗng thấy một tên quan quân từ ngoài cửa chạy vào nói khải bẩm đô thống đại nhân ngoài kia có người nói là vâng lệnh hồng giáo chủ xin vào ra mắt vì tiểu bảo giật bắn người lên vội đáp hồng giáo chủ hay lục giáo chủ gì gì ta cũng không tiếc người bảo họ cút đi tên quan quân khom lưng giả một tiếng lùi lại một bước nói tiếp người đó nói là trong tay họ có hai người đàn ông xin điều đình với đô thống đại nhân cho đánh đổi hai người đàn bà vì tiểu bảo hỏi đánh đổi hai người đàn bà ư gã đảo mắt nhìn hồng phu nhân và mao đông châu lắc đầu nói tiếp thế thì thú thật của tốt thế này khi nào ta chịu đánh đổi tên quan quân đáp giả dạ. tiểu nhân xin ra bảo về đi vì tiểu bảo lại hỏi hắn đem những người đàn ông nào đến đánh đổi còn mẹ nó đàn ông thì còn thú gì đổi đàn bà lấy đàn ông thì ra mình lỗ to tên quan quân đáp người đó nói nhăng nói càn hắn bảo một tên lạt ma và một tên vương tử gì gì đó là anh em kết nghĩa với đô thống đại nhân mới thật láo khoét vì tiểu bảo ồ một tiếng rồi nghĩ bụng té ra tang kết lạt ma và cát nhĩ đan vương tử đã bị hồng giáo chủ bắt sống rồi đoạn hắn bật lên chàng cười ha hà nói hết lạt ma lại đến vương tử ta lấy họ về làm gì Người già bảo hắn hai người đàn bà này dù có đem hai vạn đàn ông đến đánh đổi ta cũng không chịu. Tên quan quân vâng dạ luôn miệng, khom lưng thi lễ, sắp chờ gót bước đi. Vì tiểu bảo chợt ngó thấy tăng ngu, bụng bảo giả cô này lúc trước bảo ta là kẻ đồi bại, chẳng phải hảo nhân. Rồi từ lúc ra buông tha cô vợ để thị đi kiếm tỉnh lang, cô lại cho là người tử tế. Hừ, muốn làm hảo nhân phải lỗ vốn nhiều tang kết và cát nhĩ đan đã bái kết huynh đệ với ta nếu ta không đánh đổi họ về nhất định sẽ bị hồng giáo chủ giết chết ta giữ hồng phu nhân lại có được lợi gì không ngụ không chịu lấy ta làm chồng mà con mẹ nó vẫn mang tiếng là kẻ trọng sắc khinh bạn chẳng phải là anh hùng hào hán gã nghĩ thế rồi gọi rượt lại hãy khoan tên quan quân giả một tiếng khom lưng chờ lệnh vì tiểu bảo nói, người ra bảo hắn về nói với giáo chủ buông tha hai người kia rồi ta đưa trả hồng phu nhân về cho y. Vị phu nhân này hoa dung nguyệt mạo là của báo trên thế gian mà ta chịu đánh đổi lấy hai người đàn ông là y lợi nhiều lắm rồi. Còn một người đàn bà nữa thì ta không thể buông tha được. Tên quan quân vâng dạ lui ra. Hồng phu nhân thay đổi hẳn thái độ. Ngủ tươi cười nói, khâm sai đại nhân, đại nhân thật khéo khoa trương cho người vì tiểu bảo đáp đã là hảo nhân thì việc gì cũng phải cho đến nơi đến chốn. Bọn tại hạ đã chịu lỗ vốn thì cho lỗ luôn thì. Giao hàng trước rồi mới thu tiền sau. Quân bay đâu, mau mở khóa cho thượng cấp của ta. Đoạn gã đón lấy chìa khóa, chính mình mở khóa cho hồng phu nhân và đưa mụ ra cổng. Vì tiểu bảo ra tới nhà đại sảnh đã thấy tên quan quân kia đang nói chuyện với lục cao hiên. Vì tiểu bảo nói, lục tiên sinh, giáo chủ phu nhân đây, tiên sinh đưa về mà lãnh đại công thưa phu nhân thuộc hạ kính cần ninh tiếp lão nhân gia đắc thắng hồi chiều đồng thời cầu nguyện giáo chủ cùng phu nhân vĩnh hưởng tiên phúc thọ giữ thiên tề hồng phu nhân cười khanh khách đáp ta cũng xin cầu nguyện cho khâm sai đại nhân tham quan phát tài thọ sánh non nam vợ sinh hầu đẹp vạn đại công hồng vì tiểu bảo thở dài nói tham quan phát tài là việc dễ nhưng vợ đẹp hầu sinh thì khó lắm gã lên tiếng hô chuẩn bị kiệu hoa và tấu nhạc để tiễn khách gã thân hành đưa hồng phu nhân ra tận cổng ngoài và trông coi cho mụ lên kiệu hồng phu nhân lên kiệu đi rồi vì tiểu bảo toan quay gót quay trở vào bỗng thấy một cỗ kiệu lớn đi tới chính là kiệu của quan tri phủ dương châu đến bái yết vì tiểu bảo trong lòng bực bỏ không muốn cho ai vào liền đứng lại ngoài cổng trao mày hỏi phủ đài đến có chuyện gì tri phủ là ngô chi vinh đưa lời thỉnh an thi lệ đáp ti chức đến báo việc quân cơ thần mật vì tiểu bảo nghe nói đến chuyện quân tình cơ mật mới cho hắn theo vào gã lẩm bẩm nếu không có cơ mật đại sự ta sẽ đét vào đít hắn về đến thư phòng vi tiểu bảo ngồi xuống trước không thèm mời ngô chi vinh an tọa gã hỏi ngay việc chi cơ mật quân tình ngô chi vinh đáp xin đại nhân truyền tả hữu lui ra vì tiểu bảo vẫy tay cho bọn thân binh rút lui ngô chi vinh đến bên gã khẽ nói khâm sai đại nhân chuyện này không phải tầm thường. Đại nhân tâu về hoàng thượng thì chẳng những đại nhân được cao thăng ngay, mà cả ti chức cũng nhờ phúc ấm của đại nhân có thể lãnh thu ơn điền của triều đình. Vì tiểu bảo trao mày hỏi chuyện gì mà quan trọng thế, ngô chi vinh đáp bẩm đại nhân, hoàng thượng hồng phúc tây trời, phước khí của đại nhân cũng cao cả mới xuôi nên ti chức thám thính được tin tức rất quan trọng. Vì tiểu bảo hắng rằng một tiếng rồi nói phước khí của ngô đại nhân cũng không phải tầm thường. Ngô Chi Vinh đã không dám, không dám, theo quy củ thì ti chức phải báo tin này lên tuần phủ đại nhân và tổng đốc đại nhân để các vị sớ về hoàng thượng. Nhưng làm như vậy e rằng trung gian sẽ bị tiết lộ mà lầm lỡ đại sự. Hơn nữa ti chức được khâm sai đại nhân đem lòng quyến cố tài bồi rất lấy làm cảm kích, chỉ mong báo đáp ơ tình, nên đem cuộc vinh hoa phú quý này trao vào tay đại nhân. Ti chức không muốn để các vị tổng đốc, tuần phủ ngồi dưng ăn phần vì tiểu bảo thấy hắn nói một cách trịnh trọng, liền hỏi, việc chi mà khẩn cấp đến vậy? Ngô Chi Vinh đã bẩm đại quan, ở phương Nam có viên đại tướng nắm giữ trọng binh sắp giấy quân tạo phản một ngày gần đây. Nhân vật này cơ tâm khôn lường, hắn điều binh khiển tướng cùng ngươi mưu toan chuyện đại nghịch vô đạo. Vì tiểu bảo sừng sốt một chút rồi nổi lên chàng cười ha hả nghĩ bụng, ta tưởng chuyện gì cơ mật đại sự, té ra lại là chuyện ngô tam quế tạo phản gã liền hỏi phải chăng vị tướng quân đó là người đồng tâm với ngô đại nhân ngô chi vinh đáp đúng rồi chuyện này thật đích xác quyết không phải giả dối vi tiểu bảo cười nói nguồn tin của ngô đại nhân thật là bén ngày xin lỗi nhé xin lỗi nhé ngô chi vinh thấy thái độ của vi tiểu bảo đầy vẻ ơm ơ, giọng nói pha trò hài hước thì trong lòng sao xuyến vội giải thích khâm sai đại nhân vụ này không phải tầm thường nếu triều đình chẳng đàn áp trước đi để phản tặc động thủ thì nửa bức dư đổ phương nam sẽ phải sẽ phải vì tiểu bảo hờ hững ngắt lời đức hoàng thượng thần cơ diệu toán nhất thiết ngài đều tiên liệu cả rồi chúng ta bất tất phải quan tâm ngô chi vinh vội đáp dạ dạ vì tiểu bảo hỏi phủ đài lấy đâu được nguồn tin này ngô chi vinh đáp tùy chức đội ơn sâu của hoàng thượng lượng cả của khâm sai đại nhân cất nhắc ngày cũng như đêm chỉ mong có cơ hội đền đáp hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Hôm trước ti chức bồi tiếp đại nhân thưởng ngoạn thược dược ở ngoài chùa thiền trí, sau ti chức nghĩ đến phong độ cùng những lời bình luận của đại nhân, trong lòng rất lấy làm khâm phục và ngưỡng mộ. Những mong từ nay trở đi hàng ngày được làm đương sai cho đại nhân để thời thường có thể nghe lời chỉ giáo. Vì tiểu bảo đáp thế thì hay lắm, huynh đài bất tất phải làm chức chi phủ này nữa. Bản chức thấy huynh đài là người thông minh lanh lợi, sao bằng, sao bằng. Ngô Chi Vinh cả mừng, vội đưa lời thỉnh an nói, cảm tạ đại nhân có lượng tài bồi. Vì tiểu bảo mỉm cười nói, sao bằng, đến là người gác cửa phòng cho bản chức. Nếu không thế thì làm phu khiêm kiệu cũng được. Như vậy bần chức hàng ngày ra khỏi cửa phòng huynh đệ sẽ được nhìn thấy mặt luôn luôn. Ha ha, Ngô Chi Vinh biết gã nói giỡn, không khỏi bực bội trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng tươi cười nói, thế thì hay lắm làm kẻ gác phòng cho đại nhân cũng còn hơn làm chi phủ ở Dương Châu. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp bình thời ti chức phái nhiều người đi thám thính các nơi. Hễ kẻ nào mang lòng phản nghịch, phỉ báng hoàng thượng, khinh miệt đại thần là ti chức biết ngay, những lời yêu ngôn hoặc chúng, làm lệch lạc tư tưởng muôn dân, ti chức nhất định nghiêm trị. Vì tiểu bảo, ủa, một tiếng nghĩ bụng, thằng cha này thật dốc tổ hắn lướt qua câu chuyện làm lính gác cửa và phu kiệu để chuyển sang chuyện khác. Quả nhiên là tay lão luyện trong nghề làm quan. Ngô Chi Vinh lại hỏi nếu chỉ là tên vô danh tiểu tốt, những kẻ quê mùa rốt nát thì có nói năng nói càn, mối hại cũng không đáng kể, nhưng phải đề phòng đám nhân sĩ có học vấn. Bọn này thường làm thơ đem sự tích đơn xưa để chê bai việc triều chính. Những người tầm thường thì không nghĩ tới chỗ dụng tâm ác độc của họ. Vì tiểu bảo hỏi, người thường coi đã không hiểu thì còn tay hại ở chỗ nào? Ngô Chi Vinh đáp, giả giả, dù sao thì những người có bụng giả như vậy cũng đáng giết ngay đi. Nay là thời điểm thánh thiên tử trị vì, những loại văn thơ đại nghịch vô đạo không nên để lưu truyền độc tố trong thiên hạ. Hắn nói rồi lấy trong tay áo ra một cuốn sách hai tay cầm dâng lên, nói tiếp, xin đại nhân coi đây, tập thơ này ti chức mới bắt được tối hôm qua giả tỷ ngô chi vinh lấy trong tay áo ra một tập ngân phiếu thì lập tức vi tiểu bào coi hắn bằng con mắt khác gã vừa thấy cuốn sách trong lòng đã thất vọng lại nghe nói là một thi tập gã càng ngán ngẩm hơn bất giác mở miệng ngáp dài bất giác mở miệng ngáp dài cả chẳng buồn thò tay ra đón lấy ngoảnh mặt trông đi không lý gì đến ngô chi vinh cực kỳ bẽn lẽn từ từ rụt tay về nói hôm qua trên tiệc cô ả à, ca sĩ hát bài thơ mới mô tả phụ nữ thôn quê ở dương châu. tì chức cầm lấy hộp thơ của y coi, liền phát giác ra trong đó có nhiều câu phạm tội đại nghịch. vi tiểu bào hỏi thế ư? ngô chi vinh mở cuốn sách trỏ vào một bài thơ nói: xin đại nhân coi đây, bài thơ này nhan đề là hồng vũ cổ pháo ca. bài thơ này của cha thận hành nói về chu nguyên trương triều đại trước sử dụng một cỗ súng cổ. Vì tiểu bảo nghe nói đến súng cũng hơi thích thú liền hỏi, Chu Nguyên Trương cũng bắn súng ư? Ngô Chi Vinh đáp, dạ, hiện nay đã thay đổi triều đại mà họ cha còn ca tụng cỗ súng đổ của Chu Nguyên Trương, tức là cố ý hướng dẫn người ta tưởng nhớ tiền triều. Bài thơ này chỉ phô trương oai phong của Chu Nguyên Trương đã là quá rồi, huống chi bốn câu sau lại càng tệ hại hơn nữa. Hắn liền đọc bốn câu thơ, thấy ngươi nằm giữa đám trông gai, nghĩ đến non sông giả ái hoài dầu biển gây nên cho biến ảo, châu tuôn tầm tã xót thương ai. Rồi hắn nói tiếp người này hoài bão ý chí phản nghịch thực đã hiển nhiên. Nhà đại thanh ta vâng mệnh trời đứng ra mở nước, diện trừ họ chu ở chiều nhà minh. Chăm họ hân hoan cổ võ còn chưa đủ, sao hắn thấy cỗ đại pháo của chu Nguyên Trương lại dám làm thơ để khóc giang sơn đến tuôn đôi hàng lệ. Vì tiểu bảo hỏi, cỗ súng cổ đó ở đâu? Bản chức muốn đi coi xem còn bắn được không? hoàng thượng rất thích những súng lớn ngô chi vinh đáp theo lời ghi trong thi tập thì cỗ súng này hiện ở kinh châu vì tiểu bảo dựng mặt lên hỏi nó không ở dương châu thì các hạ rắc rối làm chi các hạ làm chi phủ ở dương châu chứ không phải ở kinh châu các hạ hãy chờ bao giờ làm chi huyện kinh châu hãy điều tra về cỗ súng cổ đó ngô chi vinh giật mình kinh hãi nghĩ thầm đi làm chi huyện kinh châu thì ra phải giáng cấp việc này không nên nhắc tới nữa hắn thu tập thơ cất vào tay áo, lấy ra hai bộ sách khác, nói, khâm sai đại nhân, lời thơ của cha thận hành, bất quá chỉ có vài chỗ không ổn, đại nhân độ lượng rộng rãi bỏ qua đi không tra cứu cũng chẳng sao, nhưng hai cuốn sách này thì không nên bỏ qua. Vì tiểu bảo trao mày hỏi, những sách gì vậy, Ngô Chi Vinh đã một bộ, quốc thọ lục, tác giả là cha y hoàng. Văn tử trong sách hoàn toàn tán dương những kẻ phản nghịch đại thanh còn bộ này là thi tập của cố viêm võ càng tỏ ra mục vô quân thượng đại nghịch bất đạo vì tiểu bảo nghe nói đến danh tự cố viêm võ không khỏi ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi cuộc sát quy đại hội ở phủ hà giang ngày trước quân hùng đã đề cử cố viêm võ tiên sinh làm tổng quân sư sao tập thơ của tiên sinh lại lọt vào tay tên quan ôn này chẳng hiểu trong đó có nói gì đến thiên địa hội của bọn mình không gã liền hỏi trong sách kia viết những gì Ngô Đại Nhân thử nói rõ cho nghe, Ngô Chi Vinh thấy Vi Tiểu Bảo chú ý đến vụ này liền phấn khởi tinh thần, tiện tay mở cuốn, quốc thọ lục, ra nói, bẩm Đại Nhân, trong sách, bao nhiêu kẻ phản nghịch nhà Đại Thanh đều được gọi là trung thần nghĩa sĩ. Trong thiên, binh bộ chủ sự tặng cho giám sát ngự sử cha từ truyền, do người đường huynh đệ của ý là cha Mỹ Kê viết về những công việc phản kháng nhà Đạt Thanh đã thuật lại vụ câu kết những đồ trên trốn giang hồ để kháng cự vương sư hắn dùng ngón tay chỉ trỏ vào sách đọc lên. Ngày 17 tháng 4, quân thanh tấn công viên hoa tập phải lui binh. Mỹ kê giám đốc các đội nghĩa binh Lăng, Dương, Chu, Vương, tụ tập 500 chiến thuyền, hơn 5.000 binh sĩ rượt theo, chém địch dư trăm thủ cấp. Trận này bên ta toàn thắng, quân giặc phải rút chạy lên bờ. Hắn đọc tới đây rồi nói, đại nhân coi đó, cha y hoàng gọi bọn phản nghịch bằng nghĩa binh, lại kêu vương sư của nhà đại thanh ta là quân giặc như vậy thật đáng tội chết rồi. Vì tiểu bảo lờ đi, hỏi đến tập thơ trong sách của cố viêm võ đã viết những gì. Ngô Chi Vinh đặt cuốn quốc thọ lục xuống, cầm lấy tập thơ của cố viêm võ. Hắn gục gặc cái đầu đáp tác giả tập thơ đây, chẳng bài nào không đầy tư tưởng phản nghịch. Bài thơ này nhan đề là, dợ khương hồ, nguyên một cái nhan đề hiển nhiên đã phỉ báng nhà đại thanh. Hắn trò tay vào sách đọc, non nước nhà ta vốn vững vàng vì quân di địch phải tăng hoang. Kiến Châu bắt lính cùng thu thóc, Tây Thục còn lo nạn thổ quan, thần chân phần nửa giặc vào tề, lỗ bốn lần. Phá làng cùng giết dóc, mổ bụng lại moi gan, thầy chết đầy ngòi lạch, thảm trạng cực nhân hoàn. Ở tù còn có phước, hơn theo gót quân hồ, phải cư răng thứ lợi, học tiếng nói bi bô, trong cờ địch hề thành quách mất, ôm thiếu nữ hề đẹp như hoa. Man dở hung tàn là thế thế mà mong trời giúp dựng cơ đồ. Vì tiểu bảo lắc đầu gạt đi, thôi đừng đọc nữa. Bản chức chẳng hiểu chi hết, Ngô Chi Vinh liền giải thích bẩm đại nhân, những bài thơ đó kêu người mãn châu ta là man dở, lại thuật việc chiến binh giữa người kiến châu về triều nhà minh với người mãn châu. Bọn thổ y bắt lính, thu thóc làm cho thiên hạ đại loạn. Hắn còn mặt sát người mãn châu cướp thành, giết người, móc ruột moi gan và cưỡng đoạt mỹ nữ. Vì tiểu bảo nói, té ra là thế, việc cưỡng đoạt mỹ nữ trong cơn binh hỏa là chuyện thường tình. Quân thanh phá dương châu quả đã sát hại bách tính rất nhiều. Không thế thì tại sao hoàng thượng lại vì vụ này mà miễn khỏi lương tiền trong ba năm cho nhân dân ở đây? Hừ cố viêm võ làm thơ để phản ảnh trung thực những việc đã xảy ra. Hồi 194, muốn làm nên sự nghiệp oai hùng. Ngô Trì Vinh nghe Vi Tiểu Bảo nói mấy câu này, không khỏi giật mình kinh hãi nghĩ thầm, tên tiểu tử này còn nhỏ tuổi quá quả nhiên không biết trọng khinh. Những câu này từ miệng gã thốt ra đành phải chịu, giả tỷ là người khác mà ta bẩm lên quan trên thì khó lòng giữ vững được cái đầu. Hắn biết vì tiểu bảo được nhà vua sủng ái, nên dù lớn mật đến hắn cũng không dám chống đối khâm sai đại thần. Hắn chỉ vâng giả mấy tiếng rồi tươi cười nói, đại nhân quả là cao minh, có nghe lời đại nhân giảng giải, tí chức mới được mở mang ngu tối. Còn bài thơ, tinh trung tâm sử ca, này, mong được đại nhân chỉ điểm. Lời tựa bài thơ này rất dài thật là cuồng ngạo vô cùng. Hắn cầm cuốn sách lên gục gặc cây đầu, cất tiếng đọc năm sùng trinh thứ hai về mùa đông, vì trời đại hạn lâu ngày, trong chùa thừa thiên, phủ tô châu, đào giếng lấy nước, lượm được một cái hộp, ngoài đề đại tống thiết hàm kinh, cái hộp này khá nặng, hắn đọc đến đấy dừng lại giải thích thưa đại nhân đây nói về trong giếng lượm được một cái hộp sắt vì tiểu bảo hỏi hộp sắt ư trong đó đựng kim ngân châu báu gì không ngô chi vinh đọc tiếp trong hộp có cuốn sách bìa sách đề đại tống cô thần trịnh tư tiếu bách bái tư tiếu hiệu là sở nam là di dân nhà tống ngày sở nam giấu sách vào năm thứ 9 triều đức hưu nhà tống mất rồi sở nam ngày đêm mong trần thừa tướng trương thiếu bảo đem quân từ hải ngoại về khôi phục giang sơn đại tống hắn giải thích thưa đại nhân, trong văn chương tuy nói về triều tống, mà thực ra có ảnh hưởng đến nhà đại thanh. Cố viêm võ mong bọn nghịch tặc họ trịnh ở Đài Loan đem quan từ hải ngoại về khôi phục nhà Minh. Hắn đọc tiếp phải đuổi quân hồ nguyên ra mặt bắc, kẻ di thần khóc lóc cầu khấn thiên địa quỷ thần xoay truyền thời thế để có một ngày man di biến thành hoa hạ. Hắn đọc tới đây lại nói, thưa đại nhân, hắn thoá mạ người. Mãn Châu chúng ta là quân thát đát và muốn đuổi chúng ta ra ngoài quan ải. Vì tiểu bào hỏi, phủ đài có phải người Mãn Châu không? Ngô Chí Vinh ấp úng, ti chức, ti chức, là kẻ nô nài của Hoàng đế Mãn Châu, lại làm thuộc hạ cho đại nhân người ở Mãn Châu, nên nhất tâm nhất ý với người Mãn Châu. Hắn đọc tiếp người châu quận thấy pho sách đều dập đầu lại, quan tuần phủ trương công quốc khắc pho kinh này để truyền bá, lại dựng từ đường thờ sở nam, đồng thời để giấu sách chưa được bao lâu gặp nạn hồi quốc vào những năm cuối cùng triều đức hưu than ôi thương thay ngô chi vinh giải thích thưa đại nhân nhà đại thanh đem quân vào quan ải giúp dân đánh kẻ cô tội mà cố viêm võ lại cho là gặp cơn quốc nạn mà dùng những danh từ than ôi thương thay thì chỗ dụng tâm của hắn thật quá rõ ràng hắn đọc tiếp sách này đem lên bắc phương rất ít mà sau cơn biến cố người ta sợ hãi không dám đưa ra biệt tích hơn ba chục năm Nay sách lại xuất hiện tại nhà họ Chu ở Phú Bình. Lúc sách mới xuất hiện, tiền túc nhạc vịnh hai bài thơ, quy sinh ở Côn Sơn Họa lại tám bài. Gặp hồi chết đông vị vây hãng, tiền công chạy về đông dương nhà xuống ao tự tử. Tiền quân trốn ra hải ngoại rồi mất ở núi Lang Nha. Quy sinh đổi tên là Tộ Minh, lại càng khẳng khái kịch liệt, sau cũng bị chết đói. Ngô Chi Vinh giải thích thưa đại nhân ba tên phản nghịch này đề là loạn dân không chịu thần phục nhà đại thanh. May chúng chết sớm, không thì sẽ bị toàn gia chu lục. Hắn đọc tiếp di thần là kẻ bất tài, chìm nổi trên đời, thấy ngày xanh mòn mỏi lại bị bao vây nghiêm mật cũng chẳng sợ hãi gì, nên phát huy vụ này làm nguyên tắc cho kẻ ư ừ thế trong cơn quốc biến. Ngô Chi Vinh lại giải thích thưa đại nhân, đoạn này cố viêm võ nói về vụ triều đình tra xét nghiêm ngặt những văn chương phản loạn nhưng hắn vẫn gan dạ chẳng sợ hãi gì. Vì tiểu bảo nghe Ngô Chí Vinh đọc mãi, gã ngáp dài luôn mấy cái. Gã chỉ cần biết trong sách cố viêm võ viết những gì, nên dáng nhẫn nại ngồi nghe. Ngô Chí Vinh đọc hết bài tựa vi tiểu bảo hỏi, hết chưa? Ngô Chí Vinh đã bài tựa hết rồi, dưới là bài thơ. Vì tiểu bảo nói, nếu không có điều chi quan trọng thì bất tất phải đọc nữa. Ngô Chí Vinh đã, quan trọng lắm, quan trọng lắm rồi hắn đọc di thần không sức kéo non sông tác giả trung trinh giọt lệ hồng hồ lỗ trăm năm khôn giữ vững mong sao thánh tổ dựng ngôi rồng, hắn đọc bài thơ rồi nói, thưa đại nhân, cầu hồ lỗ trăm năm khôn giữ vững thật là đáng chết lắm. Hắn nguyền rủa nhà đại thanh ta không thể giữ vững Giang Sơn trong vòng một trăm năm rồi người hắn nào khác như thánh tổ gì gì xuất hiện đánh đổ nhà đại thanh để lên ngôi hoàng đế. Vì tiểu bảo nghe Ngô Chi Vinh vừa đọc thơ vừa giải thích trầm ngâm một lát rồi nói bản chức thường được nghe hoàng thượng phán bảo nhà đại thanh có lấy điều nhân hậu đối đãi với trăm họ mới mong giữ vững được giang sơn bằng chỉ miệng hô thiên niên vạn tuế mà không thương xót lê dân cũng bằng vô dụng đoạn gã hỏi ngô phủ tôn có biết một người ngoại quốc ở đây làm khâm thiên giám tên gọi thang nhượng vọng không ngô chi vinh đáp dạ ty chức đã được nghe qua vì tiểu bảo nói thang nhượng vọng là một cuốn lịch suy tính mọi việc hai trăm năm có người làm cáo trạng dâng lên hoàng thượng tâu rằng, thiên hạ của nhà đại thanh trường cử muôn năm mà sao thang nhượng vọng làm lịch kỳ có hai trăm năm. Gã liếc mắt nhìn Ngô Chi Vinh nói tiếp, hồi đó Ngao Bái đang cầm binh quyền trong nước, hắn là người hồ đồ toan xử tử thang nhược vọng, may mà Đức Hoàng Thượng Thánh Minh, ngài nổi lôi đình thống mạ Ngao Bái một hồi, lại sai chém đầu kẻ dâng cáo trạng và chu lục cả nhà. Ngô Chi Vinh nghe gã nói tới đây sợ tái mặt không dám lên tiếng. Vì tiểu bảo lại nói tiếp, hoàng thượng rất ghét kẻ nào hay kiếm chuyện vu oan giá họa cho người ngay bằng những lời dèm pha nói là nhà đại thanh chỉ giữ thiên hạ được 100 năm, 200 năm. Ngài còn phán bảo kẻ làm quan mà giỏi giang phải nhiệt thành với phận sự và yêu thương chăm họ, chỉ biết làm những công vụ của triều đình giao phó. Những ai nhân lúc vắng mặt người ta đem thơ từ, văn chương để vu cáo là chuyện mới bẻo ra họ. Ngài còn dặn hệ thấy gian thần thì ngồi ngẫm nghĩ cách ám hại kẻ trung lương thì lập tức cột lại mà chém con mẹ nó đi. Gã càng nói càng tỏ ra phẫn nộ, khiến cho Ngô Chi Vinh sợ quá chẳng còn hồn vía nào nữa. Vì tiểu bảo nhất tâm bênh vực cố viêm võ, gã sợ Ngô Chi Vinh báo cáo với mình không đi đến đâu còn đến cửa khác xôn xoe bợ đỡ gây ra lắm chuyện. Vì tiểu bảo biết cả chuyện Ngô Chi Vinh sở sĩ được làm chi phủ hoàn toàn nhờ vào sự bí mật cao tố Trang Đinh Long ở Hồ Châu tỉnh Chiết Giang Trang công soạn cuốn Minh Sử đã dùng niên hiệu Minh Triều lại có nhiều từ ngữ bất kính đối với nhà Thanh. Vụ án Minh Sử đưa đến cho Ngao Bái cơ hội để sát hại toàn gia mấy trăm danh sĩ ơ Giang Nam thảm trạng nói ra khôn xiết. Chuyến này Ngô Chi Vinh nắm được văn, thơ của bọn cố viêm võ, cha y hoàng, hắn mừng rỡ không biết thế nào mà kể tưởng trời đem phước lộc ban cho. Hắn chắc mầm có thể thăng quan liền ba bậc, đêm qua hắn mơ mộng một trường phú quý, ngờ đâu bữa nay vị tiểu khâm sai này đã chẳng nghe theo thì chớ, lại còn đưa ra luận điệu hãi hùng. Thật là một điều kinh dị ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ngô Chi Vinh toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt, bụng bảo giả, vụ án minh sử của ta đưa ra chính ngao bái đại nhân thân hành xử lý. Sau ngao bái đại nhân bị hoàng thượng cách chức, khép vào trọng phạm vậy lòng dạ hoàng thượng đúng là bất đồng chính kiến với ngao bái đại nhân. Phe này tất ta phải họa lớn, vì tiểu bảo thấy ngô chi vinh mặt sáng như cho tàn, người run lầy bầy thì trong bụng mừng thầm. Gã lại hỏi, phủ tôn đã đọc xong chưa? Ngô Chi Vinh ấp ung đáp bài, bài thơ này hãy còn, một nửa, vì tiểu bảo hỏi, nửa dưới làm sao, Ngô Chi Vinh run sợ đọc kỳ thư xuất hiện kinh hồn giặc trò nẻo trung lương dốc một lòng sơn quỷ, bồ, hoàng còn lắm lắm sở nam. Ông có biết cho không? Hắn sợ quá, đọc câu nọ dính với câu kia, cũng không dám đưa lời giải thích. Hắn phải vất vả mới đọc xong bài thơ, mồ hôi nhỏ giọt xuống trang sách. Vì tiểu bảo cười hỏi bài thơ này không có gì đáng kể, nhưng họ nói đến sơn quỷ, bà vợ mặt vàng gì gì đó, nghe cũng thú. Ngô Chi Vinh đã bẩm đại nhân, hai chữ bồ hoàng trong bài thơ này trò vào bồ thọ canh và hoàng văn thạch ở chiều nhà tống sau đầu hàng nhà nguyên được theo làm quan lớn, chứ không phải bà vợ mặt vàng. Câu này có ý mặt sát những người Hán làm quan lại với nhà đại thanh. Vì tiểu bảo xa sầm nét mặt hỏi, bản chức bảo bù hoàng hay hoàng bà cũng thế, tức là người vợ mặt vàng. Bà vợ của phủ tôn mặt vàng ừng phải không? Cố viêm võ làm thơ để diễu người vợ mặt vàng thì liên can gì đến phủ tôn? Tại sao phủ tôn lại lấy thế làm khó chịu? Ngô Chi Vinh bất giác lùi lại một bước hai tay hắn run rẩy cầm cuốn sách run rẩy cầm cuốn sách không chặt, đánh rớt xuống đất đến, bẹt, một cái. Hắn bở vía đáp dạ dạ, thật ti chức tội đáng muôn thác, vì tiểu bảo thừa cơ nổi nóng, quát mắng, tên này to gan thật, ta vâng chỉ dụ của Thánh Hoàng dẫn dụ cho ngươi, ngươi bất quá là một tên quan nhỏ mà dám nổi nóng quảng sách xuống đất ở trước mặt ta. Ngươi coi Thánh dụ của Hoàng thượng không vào đâu mà bảo là có ý tạo phản trăng. Một tiếng, cả dịch, vang lên ngô chi vinh quỳ mọp xuống đất dập đầu binh binh miệng ấp úng năn nỉ xin đại đại nhân nhiên dung tha cho cái mạng cho má của tiểu nhân vì tiểu bảo cười lạt đáp ngươi đã nổi hung liệng sách vào mặt ta cái đó khỏi nói rồi nhiều lắm cũng chỉ bị tội vũ mạn khâm sai trọng phạt là chém đầu xử nhẹ thì cho đi xung quân đó là việc nhỏ chưa đáng kể ngô chi vinh ngồ nói đến ngoài tội chém đầu xung quân còn cự hình ghê gớm hơn hắn chẳng còn hồn vía nào nữa, hì hà hì hục lại như tế sao, lại cất vọng văn lơn. Đại nhân khoan hồng đại lượng, tiểu, tiểu nhân biết tội đã nhiều. Vì tiểu bảo càng làm già đập bàn quát, ngươi đã coi thánh dụ của chúa thượng không vào đâu mà còn kêu ca nữa ư. Ngoài ngươi ra, trong nhà còn có những ai, như vợ con, cha mẹ vợ, chú bác cô gì, hầu thiếp, nhất luật đem ra xử trạm. Ngô Chi Vinh toàn thân run lẩy bẩy. Hai hàm răng đập vào nhau canh cách, không thốt lên lời được nữa. Vì tiểu bảo ngó thấy Ngô Chi Vinh khiếp sợ đến cùng cực rồi, liền quát hơi, "Cố Viêm Võ hiện giờ ở đâu?" Ngô Chi Vinh lắp bắp bẩm đại, "Đại nhân, hắn, hắn, hắn ở." Ừ. Ngô Chi Vinh nói tới đây răng cắn nát đầu lưỡi, tiếng nói không rõ ràng nữa. Sau một lúc khá lâu, hắn giáng chân tĩnh lại, nói tiếp, tí chức lớn mật đã đem Cố Viêm Võ và tên họ cha lại tên họ lữ nữa, giữ ở trong trại phủ nha. Vì tiểu bào hỏi, người đã khảo đà mở cuộc thẩm vấn chưa? Họ công khai thế nào? Ngô Chi Vinh đáp, ti chức mới lược khỏi khẩu cung, nhưng, cả ba người nhất quyết không chịu thú nhận. Vì tiểu bào hỏi, bọn họ chưa xưng ra điều gì thật chứ? Ngô Chi Vinh ấp úng, không, chúng chẳng nói gì, nhưng, trong mình tên họ cha lục soát được một bao thơ. Đó là điều quan hệ rất lớn. Xin đại nhân coi lại hắn nói rồi móc trong mình ra một cái túi vải. Hắn mở túi lấy bao thơ, hai tay cầm trình lên. Vì tiểu bảo không đón lấy, lại hỏi, lại thi văn gì nữa đây? Ngô Chi Vinh đã, không, không phải, thi văn. Đây là thơ của đề đốc tỉnh Quảng Đông tên gọi, Ngô, Ngô Lục Kỳ. Vì tiểu bảo nghe đến bảy chữ, Quảng Đông đề đốc Ngô Lục Kỳ, không khỏi giật mình kinh hãi. Hỏi ngay, Ngô Lục Kỳ ư, y cũng biết làm thơ hay sao? Ngô Chi Vinh đã không phải thi văn, Ngô Lục Kỳ âm mưu tạo phản. Chỉ một phong thơ này là đủ tang chứng xác thực. Hắn không còn chối cãi được nữa. Tì chức vua trình đại nhân về công lao trọng đại, tức là phong thơ đó. Vì tiểu bảo ồ một tiếng, trong bụng nghĩ thầm, hỏng bét rồi. Lại nghe Ngô Chi Vinh nói tiếp bẩm đại nhân, những học giả làm thi văn dù trong ngôn ngữ có ẩn ý phản nghịch. Theo lời phán đoàn cao minh của đại nhân chẳng có chi quan hệ ti chức rất lấy làm khâm phục. Người ta đã có câu, bọn tú tài tạo phản, ba năm cũng chẳng thành công. Bọn này quả không phải là điều đáng lo, nhưng Ngô Lục Kỳ nắm giữ quân cơ cả một tỉnh mà hắn dây binh nổi loạn thì không phải chuyện tầm thường. Hắn nói tới việc Ngô Lục Kỳ tạo phản, ngôn ngữ lại trở lên lanh lợi. Ngô Chi Vinh đang quỳ dưới đất, thấy nét mặt vi tiểu bảo âm thầm bất định, tỏ ra quan tâm tới vụ này, liền từ từ đứng dậy vì tiểu bảo hắn dặn một tiếng, trợn mắt lên nhìn hắn. Ngô Chi Vinh sợ quá lại quỳ xuống cây rụp, vì tiểu bảo hỏi trong thơ này viết những gì? Ngô Chi Vinh đã bẩm đại nhân, văn tử trong thơ rất bí ẩn, chỉ người trong cuộc là hiểu rõ, còn người ngoài tinh ý lắm mới biết đại khái. Hắn nói, phương Tây Nam sắp có chuyện lớn, chính là thời cơ của bậc đại trưởng phu kiến công lập nghiệp. Hắn mời tên họ cha tới Quảng Đông ngay để chỉ điểm mưu cơ trong thơ hắn chỉ viết muốn lo toàn việc lớn của Trung Sơn, khai bình mà không có thanh điển tiên sinh vận trù kế hoạch thì chẳng thể thành công được. Ngô lục kỳ mưu phản rõ rệt là ở chỗ đó, vì tiểu bảo bác ngay, người lại nói nhăng nói càn rồi. Người ta bảo phương Tây Nam sắp có chuyện lớn, người có biết là chuyện gì không? Người bất quá là một tên quan nhỏ thì làm sao hiểu được việc cơ mật của Đức Hoàng Thượng và Triều Đình? Ngô Chi Vinh đáp, dạ dạ nhưng trong thơ hiển nhiên nói về việc sắp tạo phản, thật không thể lơ là được. Vì tiểu bảo đón lấy phong thơ rút tờ giấy hoa tiên mở ra nhìn những chữ bằng hạt đao, nét bút rất đậm. Gã không biết chữ, chỉ thấy mực đen giấy trắng, nhưng cũng nói trong thơ có chỗ nào tạo phản đâu. Ngô Chi Vinh đã bẩm đại nhân, lời lẽ tạo phản dĩ nhiên không thể viết ra một cách công nhiên. Ngô Lục Kỳ muốn làm nên sự nghiệp của Trung Sơn Vương. Khai Bình Vương, lại vì tên họ cha như Lưu Thanh Điền, mời y đến bảy mưu thì ý chỉ tạo phản đã rõ quá rồi. Vì tiểu bảo lắc đầu nói, nói bậy, đã là người làm quan thì ai chẳng mong được phong vương, phong hầu. Chẳng lẽ người không mong muốn điều đó, ngô đề đốc đã lập được nhiều công lao trọng đại, y còn mong tái lập đại công với triều đình để hoàng thượng phong y là một vị vương gia. Như vậy tất giả trung quân của y lại càng rõ rệt. Ngô Chi Vinh vẻ mặt cực kỳ bẽn lẽn bụng bảo giả đối với kẻ bất học vô thuật như thằng lòi này mình nói đến đâu gã cũng chẳng hiểu cóc gì hết bữa nay mình đắc tội với gã nếu không được công cán gì trong vụ này thì cả bước tiền trình còn con hiện tại khó mà giữ vững được hắn liền dáng nhẫn nại làm bộ tươi cười nói bẩm đại nhân triều nhà minh có hai vị đại tướng quân một tên gọi là từ đạt và một tên gọi thường ngộ xuân vì tiểu bảo từ tuổi nhỏ được nghe thầy đồ nói chuyện cổ tích về việc mở nước của nhà đại minh trong sách đại minh anh liệt truyện nên vụ này gã đã thuộc lòng vừa nghe ngô chi vinh nhắc tới hai vị tướng từ đạt và thường ngộ xuân gã liền phấn khởi tinh thần khác hẳn lúc trước phải nghe đọc thi văn đến chán tai và buồn ngủ vì tiểu bảo cười hỏi hai vị tướng quân này oai phong tứ diện hiển hách bát phương đã đành nhưng ngươi có biết tư đạt dùng thứ binh khí nào thường ngộ xuân sử cây gì không? Gã làm bộ khảo nghiệm trình độ hiểu biết của Ngô Chi Vinh Ngô Chi Vinh nhân tố giác vụ án minh sử mà được tham quan phát tài, nên hắn đã thuộc lòng minh sử. Nhưng bây giờ nghe Vi Tiểu Bảo hỏi tới từ đạt cùng thường ngộ xuân sử dụng binh khí gì hắn không thể trả lời được. Đảnh tươi cười nói, tì chức tài sơ học thiền không hiểu được, xin đại nhân chỉ điểm cho. Vi Tiểu Bảo nhơn nhơn đắc ý, mỉm cười đáp bọn ngươi chỉ là con mọt sách đọc những sách chết thì những chuyện tương tự thế này hiểu làm sao được. Ta nói cho ngươi hay, từ đạt tướng quân nguyên là nhạc phi gia gia chuyển thế ngôi sử dụng cây hồn thiết điểm cương thương, lưng đeo 18 cây lang nha tiễn, có tài bách bộ xuyên dương, bách phát bách trúng. Gã dừng lại một chút rồi tiếp còn thường tướng quân là hậu thân của yên nhân Trương Dược Đức trong thời Tam Quốc. Ngài sử thanh trượng bát xà mâu lại có sức khỏe phi thường, muôn người không địch nổi tiếp theo vi tiểu bảo đem sự tích hai đại tướng từ thường cả phá quân nguyên thế nào thuật lại cho ngô chi vinh nghe thiên cố sự này vi tiểu bảo đã được nghe ở miệng thầy đồ kể lại dĩ nhiên nhiều chỗ hoang đường mà ít phần trung thực ngô chi vinh vẫn quỳ dưới đất nghe vi tiểu bảo nói chuyện của tích lâu quá đầu gối tê chồn rất khó chịu hắn muốn làm vừa lòng vi tiểu bảo liền giả bộ chăm chú lắng tai nghe ra chiều thích thú lại luôn miệng ca tụng tài trí của gã hắn phải gắng gượng chịu đựng cho gã kể hết chuyện mới nói. Đại nhân thấy nhiều hiểu rộng, chi nhớ phi thường, khiến cho ti chức khâm phục vô cùng. Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân hai vị công lao quá lớn nên khi chết đi, Chu Nguyên Trương Phong cho hai vị, một vị là Trung Sơn Vương, một vị là Khai Bình Vương. Chu Nguyên Trương còn có một vị quân sư, vì tiểu bảo ngắt lời, phải rồi, vị quân sư đó là Lưu Bá Ôn, Thượng Thông Thiên Văn, Hạ Đạt Địa Lý, Trung Chi Nhân Sự ngài biết những việc ba ngàn năm về trước và ba ngàn năm về sau gã nói thao thao bất tuyệt về tài năng thông thiên triệt địa cơ mưu quỷ khốc thần sầu của liêu bá ôn gã còn nói đến lúc điều khiển binh cơ đánh trận ngồi trong trướng mà phát lệnh ra ngoài ngàn dặm như thế nào tưởng chừng gã cũng hiện diện trong trong quân lúc lâm trận bây giờ hai đầu gối ngô chi vinh mỏi quá rồi không gắng gượng được nữa té ngồi xuống đất hắn vẫn giữ bộ mặt tươi cười nói, đại nhân kể chuyện cổ tích thật hay, khiến cho ti chức nghe mà ngơ ngẩn xuất thần. Ti chức muốn đứng dậy nghe tiếp, không hiểu đại nhân rộng ơn cho chăng. Vì tiểu bảo cười đáp, được rồi, người đứng dậy đi, ngô trì vinh phải vịn vào ghế mới, từ từ đứng dậy được. Hắn nói, bẩm đại nhân, thanh điển tiên sinh mà ngô lục kỳ nói trong thơ đó chính là lưu bá ôn ngô lục kỳ muốn làm như từ đạt và thường ngộ xuân nên mời tên họ cha làm lưu bá ôn đại nhân quả là thông minh tuyệt đỉnh nói chẳng sai câu nào ba vị từ Đạt, thường ngộ xuân lưu bá ôn cùng đánh quân nguyên giúp chu nguyên trương đuổi quân hồ đi trong thơ của ngô lục kỳ nhắc lại chuyện này hiển nhiên là nói về việc dây binh tạo phản muốn đánh đuổi người mãn châu đi vì tiểu bảo giật mình kinh hãi nghĩ thầm chỗ dụng ý của ngô đại ca ta còn lạ gì hắn chẳng nói ta cũng hiểu rồi. Phong thơ này quả nhiên là một tang chứng rất xác thực may mà nó lọt vào tay ta. Chứ đưa đến chỗ khác thì khó bề cứu vãn. Gã gật đầu lia lịa, giơ tay lên vỗ vai Ngô Chi Vinh nói, hay lắm, vận mình hên thật, nếu vụ này người không nói với ta thì đại sự hỏng mất. Hoàng thượng vẫn bảo ta là người có phúc tướng, quả nhiên kim khẩu của thánh chúa không sai chút nào. Hồi 195, Di Hoa tiếp mộc, nhất tiễn song điêu đầu vai ngô chi vinh được bàn tay vi tiểu bào vỗ vào làm cho hắn bùn rùn cả người tưởng chừng như từ ngày cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ được vinh dự như lần này bất giác hắn cảm xúc đến xa lệ nghẹn ngào nói thưa đại nhân đại nhân có lòng luyến ái như vậy khiến cho ti chức dù phải tan xương nát thịt cũng không đủ báo đền ơn đức cao dây đại nhân được kim khẩu của đức hoàng thượng ban khen là người có phúc tường thì ti chức được làm tên phúc binh phúc tốt hay khúc khuyển phúc mã cũng là dạng dỡ tổ tông lắm rồi. Vì tiểu bảo nổi chàng cười ha ha, giờ tên lên sở đầu hắn nói, hay lắm, hay lắm, ngô chi vinh thân hình cao lớn, thấy gã phải giơ tay lên cao có điều bất tiện, vỗ vã thấp đầu xuống để cho gã vuốt ve sờ soạng. Lúc trước vì tiểu bảo nổi lôi đình, ngô chi vinh quỳ xuống dập đầu đã bỏ nón ra. Bây giờ bàn tay nhỏ bé của gã đặt lên cái đầu chọc lóc. Bất giác cái đầu từ từ ngửa về phía sau, coi chẳng khác con chó đang ngửa mặt vẫy đuôi vì được chủ thương mến. Lúc bàn tay vi tiểu bảo sở vào gáy ngô chi vinh, gã lẩm bẩm ta không cần ngươi nát thịt xương tan mà chỉ muốn nhẹ đưa lưỡi dao vào chỗ này. Nhưng ngoài miệng gã hỏi, trừ ngươi ra, còn ai biết vụ này nữa không? Ngô Chi Vinh đã, không có, không có, tì trước biết vụ này quan hệ cực kỳ trọng đại, quyết chẳng dám tiết lộ đề phòng thanh ra ngoài chút nào nếu tên phản tặc ngô lục kỳ phát giác âm mưu phản nghịch của lão đã bị tiết lộ lão lập tức khởi xử thì đại nhân cùng ti chức chẳng được chút công lao nào nữa vì tiểu bảo khen phải lắm phải lắm người suy nghĩ rất chu đáo chúng ta phải thân mật lắm mới được chớ để bọn tổng đốc tuần phủ hay biết chúng sẽ cấp báo về triều đình trước mình là tranh đoạt mất công lớn của ngươi ngô chi vinh đáp giả giả ti chức hoàn toàn trông cậy ở sự che chở và tài bồi của đại nhân vì tiểu bảo chuồn phong thơ của cố liêm võ vào bọc rồi nói, tập thơ này hãy lưu lại đây. Ngươi trở về dẫn bọn cố liêm võ tới một cách kín đáo để ta thẩm vấn cho rõ đầu đuôi. Rồi ta điểm binh mã phái ngươi áp giải phạm nhân về Bắc Kinh trước. Ta sẽ TH6N hành làm bản tân dâng lên Đức Hoàng Thượng. Vụ công lao to lớn này ngươi sẽ hưởng phần thứ nhất. Ta cũng nhờ đó mà được dự vào hàng công trạng thứ hai. Ngô Chi Vinh sung sướng không bút nào tả xiết, vội đáp không, không đại nhân đứng thứ nhất, ti chức sự phần thứ nhì cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Vì tiểu bảo lại cười nói, người đến ra mắt hoàng thượng phải nói thế nào, ta sẽ dặn bảo kỹ càng. Chỉ cầu sao hoàng thượng vui lòng thì cái chức tổng đốc hay tuần phủ của ngươi cứ trông cậy vào một tay ta là đủ. Ngô Chi Vinh mừng rỡ tưởng chừng muốn ngất đi, hắn lại quỳ xuống đập đầu, bình bình, rồi mới cáo từ lui ra, vì tiểu bảo sợ dọc đường xảy ra biến cố liền điểm một đội quân mã trong kiêu kỵ doanh và sai một tên tham lãnh hướng dẫn đi theo Ngô Chi Vinh trở về bắt phạm nhân. Vì tiểu bảo vào nội đường sai người đi kêu bọn từ thiên xuyên đến thương nghị, bỗng thấy song nhi đã thay đổi sắc phục thân binh chạy đến trước mặt, quỳ xuống, nghẹn ngào nói, bẩm tướng công, nô tỳ thỉnh cầu tướng quân một việc. Vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ vội nắm tay thị giắt đứng dậy, nhưng vẫn không buông ra, cất giọng ôn nhu hỏi, hảo song nhi cô là ngôi sao thủ mệnh của ta cô có chuyện chi hãy nói cho tay hay ta nhất định làm giúp cho cô đến nơi đến trốn gã thấy mắt thị nước mắt đầm đìa liên dùng tay áo bên trái lau mặt cho thị song nhi nói bẩm tướng công việc này thật khó nhưng tiểu tì chẳng thể không năn nỉ tướng công giúp cho vì tiểu bảo vươn tay trái ra quàng lấy lưng thị nhỏ nhẹ an ủi việc càng khó ta càng dáng làm cho đến nơi để tỏ ra ta sùng ái hảo song nhi vô cùng công việc làm sao song nhi nói mau đi sắc mặt song nhi đang lợt lạt bỗng ửng màu hồng thị khẽ nói bẩm tướng công tiểu tỳ tiểu tỳ muốn giết chết tên quan vừa rồi xin tướng công đừng trách phạt vì tiểu bảo nghĩ thầm việc này rất trí đồng đạo hợp với ta mà ta lại thỉnh cầu ta thì thật là tuyệt diệu gã hỏi tên quan đó đắc tội với song nhi ở chỗ nào song nhi đáp hắn không có chỗ nào đắc tội với tiểu tỳ nhưng tên Ngô Chi Vinh này là đại cửu nhân của nhà Nô Tì. Lão gia, thiếu gia ở nhà họ Trang đều bị hắn ra hại phải mất mạng, vì tiểu bảo liền tỉnh ngộ. Gã nhớ tới một đêm đến Trang gia đã thấy bao nhiêu quả phụ, và trong nhà rất nhiều linh vị. Té ra kẻ đầu tội gây nên vụ đó là Ngô Chi Vinh. Gã hỏi lại, cô không nhận lầm đấy chứ? Song Nhi nghe gã nói vậy, nước mắt lại tuôn ra xối xả. Thị nghẹn ngào đáp, không, không thể lầm được. Hôm ấy hắn, hắn dẫn công sai cùng nha dịch đến trang gia để bắt người. Tiểu Tỳ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tướng mạo hung dữ của hắn tiểu tỷ không bao giờ quên được. Vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng ta phải làm ra vẻ khó khăn để tỏ ra mối thâm tình của ta đối với thị cực kỳ tha thiết. Gã liền làm bộ trao mày ngẫm nghĩ hồi lâu, ra chiều ngần ngại nói, Ngô Chi Vinh làm chi phủ ở Dương Châu, là một viên mệnh quan của triều đình hoàng đế phái ta đến đây công cán mà giết hắn đi thì không chừng ta phải mất hết quan tước. Huống chi hắn vừa cho ta hay một tin tức cực kỳ trọng đại. Nếu cô hạ sát hắn, thì e rằng, e rằng. Song Nhi rất đỗi bồn chồn, xa lệ, nghẹn ngào đáp tiểu tì. Tiểu tì cũng biết vụ này đưa tướng công vào tình trạng rất khó khăn. Nhưng lão thái thái, tam thiếu nhưng ở trang gia, hàng ngày dập đầu lại trước linh vị những người quá cố, đã phát thệ giết cho bằng được tên quan ác ôn họ ngô để báo cửu huyết hận. Vì tiểu bảo vỗ đùi đánh, đét, một cái nói, thôi được, hảo song nhi đã năn nỉ ta thì dù có phải hạ sát đức hoàng đế, hay tự sát chính mình ta, ta cũng nghe theo, chứ đừng nói một trên chi phủ nhỏ bé. Nhưng cô phải cho ta hôn một cái, song nhi mặt đỏ bừng lên, thì vừa hoan hỉ vừa thẹn thùng, quay đầu đi khẽ nói. Tướng công đối đãi với tiểu tỳ hết lòng như vậy, tiểu tỳ cá cái con người tiểu tỳ là của tướng công từ lâu rồi. Tướng công, tướng công, thị nói tới đây dừng lại, cúi đầu xuống, vì tiểu bảo thấy thị uyển chuyển nhu thuận, lòng dạ lại nhùn ra, không nỡ hành động khinh bạc đối với thị. Gã cười nói, hay lắm, chờ sau khi đại công cáo thành, ta sẽ hôn cũng được, nhưng cô đừng trốn lánh ta. Song Nhi đỏ mặt lên, khẽ gật đầu mấy cái vì tiểu bảo nói nếu cô hạ sát hắn ngay bây giờ thì cuộc báo thù này hãy còn chưa đủ khoan khoái ta cho cô đưa hắn về trang gia bắt hắn quỳ trước trước linh vị lão gia thiếu gia của cô rồi để bọn tam thiếu nhưng nhưng ra tay hạ sát tên chó má đó khiến ai nấy đều được hả lòng cô nghĩ có phải không song nhi mừng rỡ ra ngoài điều ước vọng của mình thì nhận thấy nếu làm được như vậy thì còn gì hay bằng nhưng thị vẫn lo chưa chắc vì tiểu bảo chân tâm giúp thị làm đến thế thị dương cặp mắt tròn xoe lên nhìn gã tưởng chừng không tin ở mình thì hỏi lại tướng công tướng công nói thật không phải gạt tiểu tì đấy chứ vì tiểu bảo đã sao ta lại gạt cô tên cầu quan kia là cửu nhân của cô thì cũng là kẻ thù của ta dù hắn đem đến cho ta một phường đại phú quý ta cũng chẳng coi vào đâu chỉ cần song nhi thật lòng với ta là một điều tốt đẹp hơn hết thầy mọi việc trên thế gian Song Nhi trong lòng cảm xúc không bút nào tà xiết, thị đứng tựa vào gã mà khóc thút thít. Vì tiểu bảo ôm lấy tấm thân mềm mại của Song Nhi, trong lòng vui sướng bụng bảo giả. món nhân tình này rất chân thực, mỗi ngày thực hiện được 10 lần cũng không phải là nhiều. Sao tên cầu quan mô chi vinh không sát hại ra ra của A Kha? Nếu nàng cũng đến năn nỉ ta báo thù và cho ta ôm ấp thế này thì thật hay là biết chừng nào nhưng rồi gã lại lẩm bẩm phụ thân của a kha chẳng phải là lý tự thành mà là ngô tam quế đã là ngô tam quế thì không nên để cho ngô chi vinh hạ sát bỗng nghe bên ngoài có bước chân vang lên vì tiểu bảo biết là bọn từ thiên xuyên đã tới liền bảo song nghi vụ này cô cứ yên tâm bây giờ ta còn có việc trọng yếu phải thương nghị với họ cô ra ngoài cửa canh giữ cho ta đừng để ai vào chính cô cũng không nên nghe lén câu chuyện của chúng ta Song Nhi đáp, dạ, tiểu tỳ xin vâng lệnh. Trước nay tiểu tỳ chưa bao giờ nghe lén công việc của tướng công. Đột nhiên thị kéo tay vi tiểu bảo, đặt vào một cái hôn, rồi lặng người ra cửa. Từ thiên xuyên cùng quần hùng thiên địa hội vào phòng ngồi xuống đâu đấy rồi. Vi tiểu bảo nói, các vị ca ca, đêm qua tiểu đệ được nghe một tin tức trọng đại, vì tình thế khẩn cấp nên không kịp thương nghị với các vị. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp kể ra vận mình không đến nội suối quẩy tuy đã gây nên một màn náo loạn, nhưng cứu được tánh mạng cho cố viêm võ tiên sinh và ngô lục kỳ đại ca. Quần hùng rất đỗi ngạc nhiên, bụng bảo giả đêm qua vi hương chủ của mình gây nên lắm chuyện hoang đường. Y vào quấy kỹ viện đã đành, lại bắt khiêng cả một cây giường lớn từ trong kỹ viện đi ra, trên giường có cả bảy người đàn bà. Hành động này không ngờ lại cao thâm khôn lường, chẳng một ai hiểu được. Té ra vụ đó đưa đến chỗ giải cứu cố viêm võ và ngô lục kỳ. Mưu cơ của y quỷ khốc thần sầu như vậy thì nghĩ đến bể óc cũng không hiểu thấu được, mọi người đều hỏi rõ đầu đuôi. Vì tiểu bảo cười đáp hồi chúng ta ở Côn Minh, các vị ca ca đã bày mưu hóa trang tên vệ sĩ của Ngô Tam Quế đến kỵ viện ăn uống phá quấy. Tiểu đệ nhận thấy mưu kế này rất hay, nên đêm qua lại phòng theo màn kịch trước để diễn lại lần thứ hai. Quần hùng lầm nhầm gật đầu ra chiều thán phục, miệng lẩm bầm té ra là thế. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, vụ này mà nói rõ nội tình thì tất bị lòi đuôi. Gã liền thò tay vào bọc móc phong thơ của Ngô Lục Kỳ đưa ra cho mọi người coi. Tiền lão bản đón lấy phong thơ giải ra trên bàn để mọi người cùng coi. Quần hùng thấy thơ đề gửi cho cha y hoàng tiên sinh. Cuối thơ thư danh bốn chữ tuyết trung thiết cay, mọi người đã biết tuyết trung thiết cay là ngoại hiệu của Ngô Lục Kỳ, nhưng cha y hoàng tiên sinh thì chưa hiểu là ai quần hùng thiên địa hội đều là hào kiệt giang hồ nhưng về phần văn tự hiểu biết rất ít trong thơ nói phương tây nam sắp có việc lớn họ đều cho là ngô tam quế sắp tạo phản còn những câu muốn mưu đồ sự nghiệp oai hùng của trung sơn khai bình chẳng có thanh điển tiên sinh không thể thành công gì gì thì không sao hiểu được ý nghĩa cùng điền cố ai nấy ngơ ngác nhìn nhau lẳng lặng nhờ vi tiểu bào giải thích vì tiểu bảo cười nói trong bụng tiểu đệ đầy những thịt cá, nhưng về văn tự lại chẳng có gì. Còn trong bụng các vị ca ca tường cũng chứa nhiều rượu hơn là chữ nghĩa. Lát nữa cố viêm võ tiên sinh tới đây, chúng ta nhờ tiên sinh giải thích dùng là xong. Quần hùng đang trò chuyện, bỗng thấy thân minh vào báo có khách đến, một vị là Đại Lạt Ma, còn một vị nữa là vương tử xứ Mông Cổ, vì tiểu bảo liền xin quần hùng giữ thân phận thân minh để cùng gã tiếp khách vì gã sợ hai vị huynh trưởng kết nghĩa trở mặt vô tình. Một mặt gã sai sai mời A Kỳ ra, mọi người tương kiến tang kết và các nhĩ đan đều tỏ ra rất thân thiết, lại nức nở khen ngợi vi tiểu bảo là người tình thâm nghĩa trọng. Sau A Kỳ hoan hỉ ra cùng mọi người tương kiến, các nhĩ đan càng hớn hở tươi cười, nỗi hân hoan không bút nào tả xiết. A Kỳ cười nói, vị tâm đệ này của chúng ta mưu cơ xuất quỷ nhập thần thật không ai ngờ một nhân vật đáng giá như vậy lại là Khâm Sai đại thần. Ban đầu các vị bảo y làm quan lớn tại triều đình, tiểu muội không tin là chuyện thật. Vì tiểu bảo cười đáp, may nhờ hai vị ca ca võ công cái thế, đánh đuổi bọn yêu ma không thì cái mạng nhỏ xíu của tiểu đệ khó lòng giữ vững. Bọn yêu ma kia võ nghệ không phải tầm thường mà nhân số đông đảo. Hai vị ca ca ít người thắng được số đông đánh cho chúng tơi bời hoa lá phải trốn chạy té đái vãi phân tiểu đệ khâm phục vô cùng bây giờ chúng ta phải bày yến tiệc để khánh hạ hai vị ca ca oai danh lẫy lừng thiên hạ đại thắng phản hồi tang kết và cát nhĩ đan hiển nhiên bị thần long giáo chủ bắt được may nhờ vi tiểu bảo chịu buông tha hồng phu nhân để đánh đổi lấy hai người về mà gã còn ca tụng họ đã đánh bại địch nhân khiến chúng phải bỏ chạy thất điên bát đảo tang kết lộ vẻ thẹn thùng nhưng trong bụng ngấm ngầm cảm kích gã vô cùng. Cát nhĩ đan nức lòng hỏi dạ nhơn nhơn đắc ý trước mặt ý trung nhân. Bọn thân binh nghe khâm sai hô mở tiệc, liền lập tức bày đại yến trong sảnh đường, vì tiểu bào đứng lên cùng hai vị nghĩa huynh nâng chén. Miệng gã tuôn ra như nước chiều dâng, toàn những lời xiềm ninh, gã nói có duyên đến độ về sau cả tang kết cũng quên bẵng cái nhục bị giặc bắt nhưng lúc vi tiểu bảo ca ngợi võ công thiên hạ vô song thì lão xua tay lia lịa vì tự biết mình hãy còn thua kém hồng giáo chủ xa lắm mọi người uống rượu hồi lâu tang kết cùng cát nhĩ đan đứng dậy cáo từ vì tiểu bảo nói hai vị ca ca hay hơn hết là nhị vị làm mỗi người một bản tâu để tiểu đệ trình lên hoàng đế sau này đại ca muốn làm hoạt phật nhị ca muốn làm cả một cái tiểu đệ nhất định hết sức tuyên dương trước mặt nhà vua gã hạ thấp giọng xuống nói tiếp mai đây ngô tam quế giấy đinh tạo phản nhị vị ca ca nguyện ý viện trợ hoàng đế đánh lại lão tiểu tử kia thì công việc của chúng ta chẳng có lý nào không thành công được tang kết và cát nhĩ đan mừng rỡ khôn xiết đồng thanh đáp phải lắm phải lắm vì tiểu bảo dẫn hai người vào thư phòng cát nhĩ đan nói về phần văn mặc tiểu huynh thật không có mấy vậy bản tấu chương này nhờ tam đệ viết dùng cho vì tiểu bảo cười đáp ngay ba chữ tên của tiểu đệ cũng chỉ viết được một chữ tiểu là không đến nỗi sai lầm chữ vi thì không chắc nhất là chữ bảo tiểu đệ đã viết lui viết tới vẫn không đúng để tiểu đệ kêu sư gia vào viết dùng được chăng tang kết đáp vụ này phải giữ cực kỳ cơ mật không thể để tiết lộ cho bất cứ người thứ ba nào hay biết được tiểu huynh tuy không thạo về nghề văn bút nhưng phải dáng tự mình viết lấy May ở chỗ không phải chúng ta hành văn để giành giật trả nguyên, tiến sĩ. Mặt khác hoàng thượng cũng không cần để ý đến lời lẽ văn vẻ hay không. Cột sao chúng ta phô diễn để khỏi sai bản ý là được. Lão nói rồi tự thảo tấu chương cho phần mình, lại viết dùm cát nhĩ đan một bản. Cát nhĩ đan kiềm thư ấn vào bản tâu và trao cho vi tiểu bảo hoạn nạn, quyết không phụ tình nghĩa chi lan. Vi tiểu bảo sai gia nhân đem ra ba khay hoàng kim để tặng tang kết. Cát Nhĩ Đan và A Kỳ. Vì Tiểu Bảo vừa thu xếp xong mọi việc với tang kết, Cát Nhĩ Đan và A Kỳ thì thấy một tên thân binh vào báo. bẩm đại nhân, viên tri phủ là Ngô Chi Vinh đã áp giải phạm nhân đến, hiện đang chờ ở ngoài sành. Vì Tiểu Bảo truyền lệnh cho Ngô Chi Vinh ngồi chờ ở đông sành rồi sai mở khóa cho bọn cố viêm võ ba người. Gã dẫn bọn này vào nội đường, đuổi bọn thân binh ra ngoài, đóng cửa lại đoạn gã khom lưng thi lễ nói, tại hạ là vi tiểu bảo, hương chữ thanh mộc đường cùng các vị huynh đệ xin tham kiến quân sư và cha, lữ nhị tiên sinh. Gã vừa nói vừa trỏ vào quần hùng ở thiên địa hội mà gã còn lưu lại trong nội đường. Nguyên cha y hoàng tiếp được mật thơ của ngô lục kỳ, liền ước bọn lữ lưu lương cùng đến Dương Châu tìm kiếm cố viêm võ để cùng nhau thương nghị. Không ngờ Ngô Chi Vinh đang ta xét tập thơ của cố viêm võ không phải sai nha và bộ khoái đi bắt người, tóm được cả hai vị cha, lữ đưa về phủ. Hắn sục tìm trong phòng cha y hoàng lấy được mật thơ của ngô lục kỳ. Ba vị cố, cha, lữ vừa thẹn thùng vừa tức giận muốn chết đi cho rồi. Ai cũng nghĩ bụng mình mất mạng cũng chẳng cần gì, nhưng cơ mưu bí mật của ngô lục kỳ mà bị tiết lộ thì hư hỏng đại sự. Dè đâu lại gặp lại kỳ tích lạ lùng khâm sai đại thần tự xưng là hương chủ của thiên địa hội ba vị vừa kinh ngạc vừa vui mừng tưởng chừng như đang trong giấc mơ cuộc sát quy đại hội bữa trước ở phủ hà giang vì tiểu bảo chưa từng lộ diện nhưng bọn phong tế trung từ thiên xuyên huyện trinh đạo nhân tiền lão bản đều quen biết cố viêm võ cố viêm võ cha y hoàng lữ lưu lương ngày trước ngồi thuyền trên sông vận hà đã gặp cơn nguy hiểm may nhờ được tổng đà chúa trần cận nam ở thiên địa hội giải cứu hiện nay gã thiếu nhiên trước mắt là khâm sai đại thần lại là đồ đệ của trần cận nam nên ba vị không nghi ngờ gì hoan hỉ ngồi xuống nói chuyện trước hết vì tiểu bảo nhờ ba vị giải thích những từ ngữ bí ẩn trong thơ cha y hoàng liên đem điền cố về những danh từ trung sơn khai bình thanh điền tiên sinh nói cho mọi người nghe quần hùng thiên địa hội mới hiểu rõ ai cũng lẩm bẩm thật là nguy hiểm thật là nguy hiểm lữ lưu lương thở dài nói ngày trước ba người bọn tại hạ và một vị nữa là huỳnh lê châu đã được lệnh tôn sư giải cứu bữa nay vì bất cần nên gây nên tai họa là nhờ vi huynh đệ mà thoát nạn hỡi ơi bọn thư sinh thật là vô dụng nk đức cả của hiền sư đồ không biết lấy gì đền đáp vì tiểu bảo gạt đi chúng ta đều là người một nhà lữ tiên sinh bất tất phải khách sáo Cha Y Hoàng nói, bọn công sai ở nha môn phủ Dương Châu đột nhiên phá cửa sấn vào như xét nổ không kịp bưng tay. Tiểu đệ thấy cơ sự hỏng rồi toan xé thơ của ngô huynh cũng không kịp nữa. Bọn tiểu đệ cầm chắc mối đại họa này không thể thoát được. Tiểu đệ quyết định chú ý, khi họ thẩm vấn sẽ công dưng, tuyết trung thiết cách, trong thơ tức là ngô tam quế. Cái mạng già của tiểu đệ chẳng giữ được gì thôi nhưng dáng bảo toàn cho ngô lục kỳ huynh an toàn mọi người nổi lên chàng cười khanh khách đều cho là diệu kế. Y cha hoàng nói, bất đắc dĩ mà phải dùng hạ sách này, tuyết trung thiết cây lừng danh thiên hạ, e rằng đổ đại lên đầu ngô tam quế cũng không xong. Viên quan cha hỏi mà điều tra ra bút tích của ngô huynh, chân tướng sẽ bị bại lộ. Cố viêm võ nói, chúng ta đã hai lần tiết lộ việc cơ mật của ngô huynh mà đều được giải cứu, tưởng trong cõi mênh mang quả có lòng trời và bọn thắt đát đến ngày mạt vận đại công của mô huynh có cơ thành tựu nhưng mong rằng từ đây sắp tới đừng xảy ra lần thứ ba mọi người đều khen phải cố viêm võ hỏi vi tiểu bảo vụ này nên xử trí cách nào vi tiểu bảo đáp mấy khi được cùng ba vị tiên sinh hội ngủ mời ba vị hãy ở lại đây hàn ôn mấy bữa chúng ta ngồi uống rượu với nhau gọi tên cầu quan mô chi vinh đến coi cho hắn sợ vỡ mật da mà chết nếu hắn không sợ đến chết người thì chặt một con dao vào đầu tên chó ma đó là hết chuyện." Cố Viêm Võ nói, làm như vậy tuy hạ được mối căm tức trong lòng, nhưng e rằng cơ mưu bại lộ. Tên cẩu quan đó dù sao cũng là mệnh quan của triều đình. Vì huynh đệ muốn hạ sát hắn, tưởng nên khép vào tội phạm mới được. "Vì tiểu bảo đã cái đó dễ lắm, xin cha tiên sinh giả mạo một phong thư của Ngô Tam Quế viết cho tên cẩu quan này." Hắn đã nói khoác là kể về dòng họ hắn kêu ngô tam quế bằng chú họ gì đó. Nếu giả tạo một phong thơ cũng làm phiền đến mình thì cứ sao lá thơ của ngô lục kỳ đại ca, chỉ cần đổi tên mấy người đi, bất luận là ai mà câu kết với ngô tam quế thì tiểu đệ chặt đầu cũng được tiểu hoàng đế tán thành. Mọi người đều khen phải, cố viêm võ cười nói tâm thư của vi huynh đệ thật là mẫn tiệp, kế di hoa tiếp mộc này còn có thể kêu bằng nhất tiến xả song điêu. Cái đó cũng là kế của cha y hoàng huynh chế biến đi nói một cách khác là gậy ông đập lưng ông cố viêm võ nhìn cha y hoàng nói tiếp y hoàng huynh xin cha huynh vậy bút một phen cha y hoàng cười đáp không ngờ bữa nay tiểu đệ làm thư ký cho tên lão tặc ngô tam quế